Rồi rồi. Các bạn thân mến, được chưa? Xin chào tất cả các em. Hiện tại bây giờ thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi đây. Và chị rất là hy vọng các bạn đã có thể lên xem phần livestream này, bởi vì ngày hôm nay chúng mình có một buổi livestream vô cùng thú vị cùng với nhau. Và chị rất là mong muốn là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này rồi. Được không nào? Chúng mình sẽ cùng nhau ôn tập học kỳ 1 các bạn nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập kiến thức học kỳ 1. Không biết là đã có bạn nào vào chưa? Không ạ. Chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập học kỳ 1. Không biết là đã có bạn nào vào chưa nhỉ? Đợi chị một chút xíu nhá. Sao wifi bị làm sao mà nó cứ bị ngắt kết nối hoài à? Cứ kết nối với cả. Các bạn thân mến, xin chào các em. Các bạn đã lên chưa nhỉ? Các bạn đã vào chưa? Đợi chị một chút xíu nha, để chị mới đọc được comment của các bạn. À, hiện tại đã có 70 bạn đang vào xem phần livestream này rồi. Và hiện tại đã đang là 80 bạn rồi đúng không? À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn. Không phải chờ đợi lâu thêm nữa. Chị đang cố gắng để... Rồi, chị đã nhìn thấy comment của các bạn ở đây rồi đây. Xin chào các bạn. À, em chờ chị từ hồi chiều cơ à. À, xin chào các bạn nhé. Hiện tại đã có 102 bạn đang xem phần livestream này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập học kỳ 1. Có vẻ như là học kỳ 1 sắp diễn ra kỳ thi. Thế nên các bạn rất là căng thẳng. Và bất cứ ai cũng muốn là ngay lập tức có thể ôn thi cùng với chị, đúng không nào? Có rất là nhiều bạn nói với chị là: chị ơi, dạo này em học văn thì không có vào một tí nào cả, nên là em đang rất là lo lắng. Đừng có lo lắng gì cả, bởi vì chị đã có mặt ở đây rồi và chị sẽ cùng với các bạn ôn tập, được không nào? Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Nhanh chóng chia sẻ phần livestream này để có thể nhận được. Yên tâm, nhanh chóng chia sẻ phần livestream này nhá, để chúng mình có thể nhận được tài liệu VIP ngay sau khi mà phần livestream này kết thúc. Và đó chính là tài liệu có thể giúp cho các bạn, giúp cho các em sẽ vượt qua kỳ thi học kỳ này một cách tốt nhất và giành được số điểm cao nhất, được không nào? Đợi chị một chút, chị chia sẻ về trang cá nhân của mình đã nha. Bởi vì là chị biết là cũng có rất là nhiều bạn thì không nhận được thông báo ấy, nên là chị muốn là chia sẻ về trang cá nhân của mình để cho bạn, một số bạn mà có theo dõi trang cá nhân của chị thì có thể xem được, không nào? Rồi, hãy nhanh chóng chia sẻ video clip này, bởi vì các em sẽ nhận được tài liệu ngay sau khi mà phần livestream này kết thúc. Chính vì vậy mà đừng ngại ngần mà chia sẻ công khai, được không ạ? Chị sẽ dựa vào cái phần chia sẻ để gửi cho các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập. Trong cái cấu trúc đề thi của các bạn thì chị không biết là nó bao gồm những câu gì, bởi vì nó còn tùy thuộc từng trường nữa. Nhưng mà chị tin chắc rằng là tất cả các trường đều sẽ bao quanh nội dung những kiến thức sau đây. Thứ nhất, chúng ta có phần đọc hiểu. Thứ hai, chúng ta có phần nghị luận xã hội. Và thứ ba, chúng ta có phần nghị luận văn học. Các bạn ơi, ở trong ba phần này thì các em cảm thấy hình như là hơi bé đúng không? Em có nhìn được không? Có thể di chuyển giúp chị cái điện thoại gần một chút đấy. Gần lên đấy, để chị nhìn thấy bảng này và nhìn chữ rõ hơn đấy. Tại vì chị sợ là nó sẽ hơi nhỏ. Ở đây chúng ta có ba phần này. Một là phần đọc hiểu, hai là phần nghị luận xã hội, và thứ ba là phần nghị luận văn học, đúng không nào? Chị không biết là các bạn bây giờ thì các em đang băn khoăn nhất là câu nào ở trong ba câu này: đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Các bạn đang cảm thấy băn khoăn nhất ở câu nào ạ? Hãy chia sẻ với chị nhé, những cái thắc mắc của các bạn nhé. Các em đang băn khoăn nhất. Rồi, một lát nữa thì đất nước, một lát nữa thì sóng, một lát nữa thì tai tiếng, ok chưa? Nhưng mà ở thời điểm hiện tại là chị đang muốn chúng ta cùng với nhau lượt qua ba cái khối kiến thức này cơ, được không ạ? Chúng ta có phần đọc hiểu này, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Nào, các bạn đã cảm thấy nghị luận văn học à? Rồi, ok, nghị luận văn học. Tại sao lại cảm thấy đau đầu về nghị luận văn học nhỉ? Trong khi đây là một cái, đây trong khi nghị luận văn học là một cái câu không hề khó một chút nào cả. Rồi, nghị luận văn học.
Ok, vậy thì chị sẽ nói lướt nhanh một chút về câu đọc hiểu thôi, sau đó chúng ta ngay lập tức sẽ vào bình luận văn học. Và đừng quên là chia sẻ phần livestream này ngay nếu như mà các em muốn nhận được tài liệu ôn thi học kỳ 1 sau khi mà livestream này kết thúc nhá, được không ạ? Rồi, phần đọc hiểu này, chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? À, chúng ta sẽ có phương thức biểu là chúng ta có phong cách ngôn ngữ, chúng ta có thao tác lập luận, đúng không ạ? Cái này 6 này, cái này 6 này, cái này 5 này, đúng không ạ? Chúng ta có biện pháp tu từ, biện pháp tu từ, được không nào? Đây là những cái chính mà chúng ta được đề cập ở trong phần đọc hiểu và thường được hỏi ở trong phần đọc hiểu. Thế nhưng mà chị chỉ có một cái lời khuyên duy nhất dành cho các bạn thôi. Đối với câu đọc hiểu, hãy trả lời thật ngắn gọn, hãy trả lời đúng vấn đề. Và nếu như mà cảm thấy phân vân thì các bạn hãy để suy nghĩ một chút. Tại bởi vì nhiều khi là chúng ta rất là hay bị nhầm lẫn ở trong cái câu này, được không ạ? Câu nghị luận xã hội thì một lát nữa chị sẽ nói sau. Nhưng mà ngày hôm nay thì chị muốn ôn trọng tâm nhất là cái phần nghị luận văn học cho các bạn. Bởi vì chị biết là các bạn đang rất là đau đầu về phần này. Rồi, các bạn ơi, ở trong nghị luận văn học ấy thì chúng ta hiện tại bây giờ có 4 cái dạng đề chính. Chị không biết là các bạn đã từng tiếp cận với 4 dạng đề này hay chưa, nhưng mà đề thi học kỳ thì chỉ có thể vào một trong 4 dạng đề này thôi, được không ạ? 4 dạng đề đó là gì nhỉ? Rồi, thứ nhất chúng ta có đó là dạng đề phân tích. Thứ hai là dạng đề gì ạ? À, đó là dạng đề chứng minh nhận định. Thứ ba là dạng đề so sánh. Thứ tư là dạng đề liên hệ. Chúng ta cũng có những cái dạng đề nâng cao nữa, nhưng mà bản thân chị nghĩ rằng là nó không quan trọng, bởi vì đề thi học kỳ thì nó không nặng nề đến như thế đâu. Thì đây là 4 cái dạng đề. Không biết là các bạn đã biết cách xử lý 4 dạng đề này chưa ạ? Các em ơi hãy nói cho chị biết nhé. Rồi, ok, xin chào Thanh Thanh, xin chào Thủy Trần, xin chào Cẩm Tú, xin chào các em. Các bạn ơi, đây, ở đây là 4 dạng đề mà chị tin là chắc chắn là đề thi của trường các em, của tỉnh các em sẽ thi vào một trong 4 dạng đề này. Nhưng mà chị đang không biết là các bạn đã biết cách làm hay chưa, hay là các bạn chỉ nghĩ đơn thuần là thôi cứ vào tác phẩm nào mình lao vào tác phẩm đó để mình viết, mà thậm chí là kiến thức nền của các tác phẩm các bạn còn chưa nắm vững, đúng không ạ? Một lát nữa chị sẽ lượt lại cho các bạn về kiến thức của những cái tác phẩm mà chúng ta được học ở trong học kỳ 1 để cho chúng ta có định hình lại, và chị sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn là đối với từng tác phẩm đó chúng ta sẽ mở bài như thế nào cho nhanh, chúng ta sẽ kết bài như thế nào cho chuẩn, bởi vì đó sẽ là những cái phần rất là quan trọng mà các bạn có thể nắm được và có thể ăn được điểm luôn. Ok không? Nhá. Rồi, vẫn chưa à? Thế thì các bạn định thi kiểu gì đấy? Các em định thi kiểu gì đấy? Chị không hiểu là các bạn đang định thi kiểu gì nữa, được không ạ? Trong khi bây giờ phương pháp thì các bạn không biết. Rồi, các bạn ơi, hiện tại đã có hơn 200 bạn đang xem phần livestream này rồi, và hãy nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình nếu như mà các em mong muốn nhận được tài liệu ôn thi học kỳ 1 ngay sau khi phần livestream này kết thúc nhá, được không nào? Rồi, chúng ta có 4 dạng này. Phân tích thì cũng có rất là nhiều trường có thể vào. Chứng minh nhận định thì có vẻ ít hơn một chút xíu. So sánh rất nhiều trường có thể vào. Liên hệ thì cũng có thể là ít hơn một chút xíu. Về phương pháp làm dạng đề này, tất cả 4 dạng đề đều có cấu trúc 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Thế nhưng ở từng dạng đề lại chia ra thành những cái cách làm khác nhau, cách triển khai khác nhau. Tất nhiên là ở trong cái phòng phạm vi một buổi ngày hôm nay, chị không thể nào chia sẻ với các bạn hết tất cả được. Bởi vì thực tế là các bạn lớp online của chị mới đang học đến phương pháp của dạng so sánh thôi, được không ạ? Thế nên là chị muốn là các bạn sẽ lưu ý điều này cho chị. Thì bây giờ chị sẽ lượt qua cho các bạn nhé. Sẽ làm nó nhanh thôi, nên các bạn cũng sẽ nhanh chóng ghi vào để biết cách làm. Nếu như ngày mai, ngày kia, ngày kia mà có thi vào bất cứ dạng đề nào thì cũng biết quy trình như vậy mà làm, còn hơn là cứ lao vào và không biết là có đúng hay là không, được không ạ? Rồi, các bạn ơi, trước tiên là dạng đề phân tích, chị sẽ kẻ một cái bảng cho các bạn nhìn thấy ở đây nha. Ok, chị nói nhanh quá à. Chị thấy một số bạn đang gọi là than vãn là vì là tại sao chị lại nói nhanh như thế, chị nói nhanh quá à. Chị rất là xin lỗi các em nhá. Rồi, đây ạ. Ôi, cái bút này hết mực. Rất xin lỗi các em nhá, vì hôm nay tại vì là năng lượng nhiều quá, dư thừa nhiều quá nên là hơi bị cuồng nhiệt, được không ạ? Rồi, các bạn ơi, chúng ta có dạng đầu tiên này, dạng phân tích. Mở bài, thân bài và kết bài. Ok chưa? Đây là cái dạng cơ bản nhất các em nhé. Rồi, chúng ta có dạng mở bài sẽ bằng dẫn dắt,
cộng với đặt vấn đề. Ok chưa? Cái phần đặt vấn đề này thì chúng mình sẽ lấy ở đâu nhỉ? À, phần đặt vấn đề này chúng mình sẽ lấy ở phần đề bài nhá. Thật ra thì cái đề phân tích ấy, nó sẽ có cái dạng, hai dạng. Một là dạng cơ bản và hai là dạng nâng cao. Dạng cơ bản là người ta chỉ đề cập đối với các em về cái vấn đề mà người ta cần phân tích thôi. Còn dạng nâng cao là sau khi mà các em phân tích một cái gì đó rồi, một đối tượng văn học gì đó rồi, thì các em sẽ ngay lập tức từ đó phải rút ra một điều gì đó liên quan trong văn học, tức là cái phần khái quát của các bạn ấy. Thế nên là sẽ có hai dạng chính là như vậy. Thì phần mở bài chúng ta phải đưa được ra cho người đọc biết là tôi định viết cái gì ở đây. Một lát nữa khi mà phân tích các tác phẩm, chị sẽ lấy ví dụ cho các bạn. Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Phần thân bài chúng ta sẽ có những luận điểm sau. Thứ nhất, luận điểm 1 là gì ạ? À, luận điểm 1 chúng mình có ở đây là trình bày về tác giả tác phẩm. Luận điểm 2 là phân tích. Ở đây chúng ta sẽ làm rõ hai giá trị. Một là giá trị nội dung, và hai là giá trị nghệ thuật. Sau đó chúng ta sẽ có luận điểm 3 là khái quát và làm sáng tỏ cái vấn đề liên quan cần chứng minh. Hoặc nếu không có thì thôi, chúng ta chỉ việc khái quát và khép lại vấn đề thôi. Ok chưa? Và cuối cùng thì chúng ta sẽ kết bài các bạn nhé. Ở phần kết bài này thì các bạn có thể khẳng định lại vấn đề, sau đó các bạn sẽ liên hệ mở rộng. Được không ạ? Cái dạng phân tích này là một cái dạng mà rất là thường vào ở trong đề thi học kỳ. Thế nên biết được cái cách làm, biết được cái cấu trúc cũng rất là quan trọng. Được không ạ? Thế nên là các bạn hãy nhớ cho chị cái cấu trúc như thế này. Ngày mai nếu như đi thi vào đề phân tích, cứ cấu trúc này mà làm. Được không ạ? Không cần phải suy nghĩ nữa. Việc cần suy nghĩ là một lát nữa chúng ta bồi đắp thêm cái phần kiến thức nền vào thôi. Ok chưa? Nhá. Rồi, một cái dạng đề cũng thường gặp đó chính là dạng đề so sánh. So sánh thì người ta chia ra làm nhiều loại lắm. So sánh hai vấn đề trong một tác phẩm, so sánh hai vấn đề trong hai tác phẩm, nói chung là cũng khá là phức tạp. Nhưng nếu như biết cách làm thì rất là dễ. Bởi vì cái dạng đề so sánh thì sẽ có hai phương pháp làm cơ. Một là chúng ta có phương pháp nối tiếp, và hai là phương pháp song song. Nhưng mà chị sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nối tiếp thôi. Bởi vì chị nghĩ là với trình độ của các bạn thì cách làm nối tiếp chính là cách làm hợp lý nhất. Được không ạ? Rồi, chúng ta có dạng đề so sánh mở bài cũng bằng dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Được không ạ? Rồi, luận điểm 1 chúng mình làm gì nhỉ? À, luận điểm 1 chúng mình cũng trình bày về tác giả tác phẩm. Vậy thì nếu như trong trường hợp mà so sánh hai vấn đề ở trong hai tác phẩm thì sao? Tất nhiên rồi, ở phần luận điểm 1 này các bạn phải làm sáng tỏ giúp cho chị và trình bày giúp cho chị cả về hai tác giả và hai tác phẩm các em nhé. Chúng mình sẽ xử lý cái phần này luôn, được không ạ? Rồi, sau đó luận điểm 2 chúng mình sẽ làm theo cách nối tiếp bằng cách phân tích vấn đề 1 và phân tích vấn đề 2. Được không nào? Luận điểm 3, bây giờ mới là lúc chúng ta chỉ ra cái sự giống và khác nhau. Được không ạ? Chỉ ra điểm giống và điểm khác. Ok chưa? Và luận điểm 4, chúng ta sẽ lý giải sự khác biệt. Lý giải sự khác biệt. Được không nào? Lý giải sự khác biệt. Và cuối cùng phần kết bài, chúng ta nhắc lại những cái điểm giống và điểm khác nhau, cái sự độc đáo của từng tác giả. Và chúng ta sẽ có thể kết bài bằng một cách, đó chính là nêu ra vị trí, vai trò của tác phẩm hoặc là tác giả trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Ok chưa nào? Được không ạ? Các em có hiểu phần này không? Các bạn có hiểu phần cấu trúc này không nhỉ? Chị hiện tại là chị không đọc được cái livestream của các em ấy. Nhanh chóng tắt bạn bè của mình vào nhá. Được không nào? Rồi. À, có chứ, một lát nữa chị sẽ nói về nghị luận xã hội chứ. Nhanh chóng vào ôn nha. Nhanh nhanh ôn học kỳ 1, được không nào? Và nhanh chóng chia sẻ nếu như mà các bạn mong muốn nhận được tài liệu sau khi mà phần livestream này kết thúc. Chị biết là có rất là nhiều bạn đang mong chờ tài liệu để nhận, để ôn ở trong thời gian này. Và chị nghĩ là cái tài liệu này cũng sẽ giúp cho các em rất rất là nhiều đấy. Được không ạ? Rồi, các bạn ơi, đây, hiểu rồi đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng với nhau vào những cái tác phẩm chính. Ok chưa? Nha. Nào, cùng với nhau. Ok, chị sẽ hướng dẫn mà, được không ạ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi vào các cái tác phẩm chính. Được không? Chúng ta sẽ cùng đi với nhau đi vào các tác phẩm chính nha. Các bạn thân mến, có một thông tin khá là thú vị. Đó chính là sau khi kết thúc phần livestream này, cũng đồng nghĩa với việc là khóa học online về nghị luận xã hội của chị Hiên chính thức mở đơn đăng ký. Đây sẽ là một cái khóa học với một cái mức học phí. Ngày nếu như mà các em đăng ký trong ngày hôm nay thì các bạn sẽ có một cái mức học phí, đó chính là 139.000.
cho khóa học online nghị luận xã hội chuyên sâu của chị Hiên. Bởi vì chị biết là đối với cái câu nghị luận văn học thì các em phải học một cái chặng đường rất là dài, nhưng mà đối với cái câu nghị luận xã hội thì các em chỉ cần một cái chặng đường các em chuyên tâm thì các em sẽ có thể rất là dễ dàng giành được 2 điểm ở trong đề thi đại học. Thế nên nếu như bạn nào mà muốn đăng ký thì ngày hôm nay hãy nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên ngay lập tức để đăng ký khóa học nghị luận xã hội nhá. Bởi vì khóa học này học phí chính thức là 199.000, nhưng ở trong buổi tối hôm nay và đặc biệt là trong phần livestream này, nếu như mà bạn nào đăng ký khóa học của chị thì chỉ còn mức học phí là 139.000 thôi, được không ạ? 139.000 cho 10 buổi học, 9 buổi học. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những điều thú vị. Và những điều thú vị đó là gì thì chắc chắn là các bạn chỉ có thể gặp được ở lớp học online của chị Hiên thôi. Chị chắc chắn một điều là như thế. Bởi vì là những cái lớp nền vừa rồi của chị hôm qua thì kết thúc buổi cuối cùng. Và thực sự là các bạn ấy đã cảm nhận được những cái điều rất là khác từ lớp học online của chị. Ngay cả bây giờ, những cái lớp VIP mà chị đang tiến hành thì các bạn ấy cũng đã cảm nhận được những cái sự khác biệt trong khóa học văn của chị Hiên. Thế nên nếu như mà muốn giữ một cái slot cho mình để tham gia vào cái khóa học chuyên sâu, chúng ta sẽ mất khoảng hơn 2 tháng một chút xíu là các em đã có thể rất là thành thạo để viết được nghị luận xã hội rồi, được không nào? Và ngày hôm nay nếu mà đăng ký ấy, thì sẽ có một cái mức học phí rất rất là hời đấy, chỉ có 139.000 thôi, được không ạ? Thế nên là nếu như mà các bạn mong muốn tham gia thì hãy nhanh chóng. À, học sinh lớp VIP thì không cần đăng ký nhá, bởi vì là học sinh lớp VIP là lớp chọn đời của chị rồi. Cái lớp đấy là lớp mà chị sẽ theo các em đến khi mà các em thi rồi, nên các em không cần phải đăng ký thêm bất cứ một lớp nào nữa, được không ạ? Bởi vì chị biết là có nhiều bạn rất là thích học nghị luận xã hội nhưng mà chị Hiên lại không có lớp nghị luận xã hội. Thế nên bây giờ chị nghĩ sẽ là một cái thời điểm rất là thích hợp để các bạn bắt đầu ôn, được không nào? Nhá. À, nếu như mà các em muốn thì chúng ta sẽ bị chậm à? Các em có xem bình thường không? Các bạn xem bình thường không? Ok, chắc là chị sẽ nhờ chú Văn Học để một cái link trên đây nhá. Không, lớp VIP đừng có đăng ký nhá. Mấy cái đứa này lại nhoi nhoi để định đăng ký đi. Phải dành cơ hội cho các bạn khác chứ, sao các em cứ đăng ký hoài vậy? Để cho các bạn khác còn học chị chứ. Trời đất ạ. Rồi ok, bình thường đúng không? Vẫn xem bình thường đúng không? À, rồi, đấy, thông tin khẩn thiết là như vậy, được chưa? Bây giờ sẽ quay trở lại này, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại nha. Rồi, tác phẩm đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng ôn với nhau đó chính là Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, được không ạ? À, ai đoán là năm nay trường mình sẽ vào Tây Tiến nhỉ? Các bạn, ai đoán là năm nay trường mình sẽ vào bài thơ Tây Tiến đây? Tây Tiến biên cương mờ lửa khói, quân đi lớp lớp độc cây rừng, và bài thơ ấy con người ấy vẫn sống muôn đời với núi sông. Sông mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi, Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi, Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Dốc lên khúc quỷu dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây súng gửi trời, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông mưa xa khơi. Anh bản dãi dầu không bước nữa, cụp lên súng mũ bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hình cọp treo người. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Các bạn ơi, chúng ta có bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Hãy cùng nhắc nhớ về tác giả trước. Tại vì sao? Tại vì là nếu như mà chúng ta học thì hai cái mảng kiến thức lớn nhất mà chúng ta cần phải học đó chính là mảng kiến thức về tác giả và mảng kiến thức về tác phẩm. Em ơi, tất cả những thông tin về khóa học có trên đường link rồi nhá. Nên là các bạn có link chưa nhở? À, một hôm nữa sẽ có link về khóa học cho các em nhá. Nên là đừng hỏi chị ở trong phần livestream này, không là chị sẽ bị mất mạch ra đấy, được không nhá. Rồi, bây giờ thì quay trở lại này. Các bạn thân mến, ở đây chị có một cái tài liệu siêu hay luôn. Nhìn này, em nhìn thấy không nhở? Đây chị giơ vào như này, các bạn có nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Quỳnh em xem nhìn thấy không nào? Đó, hay lắm. Có nghĩa là sao ạ? Chị có tác giả này, có những từ khóa quan trọng này, diễn đạt bằng 2-3 câu ngắn gọn này. Đây là một cái tài liệu rất là hay và rất là dễ nhớ để chúng ta có thể ghi nhớ về tác giả. Thực sự là như vậy, được không ạ? Cực kỳ là dễ nhớ về tác giả luôn, được chưa? À, rồi, các bạn nhìn này, các bạn nhìn nhá. Ví dụ nhá, đối với nhà thơ Quang Dũng chị sẽ nhớ theo keyword như sau.
đừng có dạy gì mà học theo kiểu là dài dòng ngồi tụng kinh. Làm sao mà các em có thể nhớ được nhiều kiến thức tác giả như thế đúng không? Các em phải lựa chọn cho mình một cái cách học thông minh chứ. Ok chưa? Nhá. Thì ở đây nhá, ví dụ là như thế này. Các em nhìn này. Ví dụ này. Quang Dũng này. Chúng ta sẽ có ý đầu tiên. Thứ nhất là một nhà thơ đa tài. Được không? Đây là ý thứ nhất về nhà thơ Quang Dũng nhá. Ý thứ hai về nhà thơ Quang Dũng đó là gì ạ? À, ý thứ hai về nhà thơ Quang Dũng đó là hình ảnh của một nhà thơ thường viết về đề tài quê hương và người lính. Tí nữa chị sẽ dạy các bạn cách triển khai, được không ạ? Rồi, ý thứ ba đó chính là giọng thơ hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa. Ok chưa? Nhá. Nhanh chóng chia sẻ video clip để một lát nữa nhận tài liệu. Nếu như mà không chia sẻ thì thôi, không thích tài liệu của chị Thiên thì thôi, đấy là quyền lựa chọn của các em mà, được không nhá? Nhưng mà nếu như mà muốn nhận tài liệu thì nhanh chóng chia sẻ công khai đi, đừng có chia sẻ bí mật. Chia sẻ bí mật một lát nữa mà chúng tôi check mà không thấy cái phần chia sẻ của anh chị là thôi đấy, đồng nghĩa với việc là không có tài liệu gì đâu. Thật ra tài liệu này các em có thể dùng cho kỳ 1, sau này ôn thi đại học vẫn có thể dùng, được chưa nhá? Rồi, các em nhìn này, đây là giọng thơ. Vậy thì đây, với những cái này về nhà thơ Quang Dũng bây giờ chúng ta sử dụng như nào? À, ở trong cái tài liệu này hay lắm nhá, nó có về Quang Dũng này. Chị sẽ đọc cho các em một đoạn như thế này. Rồi, thêm một ý nữa ạ. Đó là hiện tượng nhà thơ một bài. Hiện tượng nhà thơ một bài. Sau khi mà có từ khóa như vậy xong thì chị chuyển thành cái đoạn văn như thế này. Và ở đây chị có một cái đoạn văn như sau về Quang Dũng. Quang Dũng là một nhà thơ đa tài, làm thơ vẽ tranh soạn nhạc, thứ gì người nghệ sĩ này cũng đều làm giỏi cả. Đề tài được lựa chọn cho những thi phẩm của ông bao gồm quê hương và hình ảnh người lính. Hồn thơ của ông hồn hậu, lãng mạn, phóng khoáng, tài hoa. Ông được biết tới với hiện tượng nhà thơ một bài, nổi tiếng nhờ một bài thơ, và bài thơ đó chính là bài thơ Tây Tiến, được không ạ? Các bạn thân mến, thì đấy là một cái đoạn mà chị đã viết ra. Vậy thì chị viết thành một cái đoạn viết về tác giả như vậy để làm gì, chẳng có ý nghĩa gì. À không, không phải là không có ý nghĩa gì đâu nhá, mà các em có thể sử dụng như thế này. Ví dụ viết mở bài về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng chẳng hạn. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Quang Dũng được biết tới là một nhà thơ đa tài, làm thơ, vẽ tranh, soạn nhạc, thư gì người nghệ sĩ này cũng làm giỏi cả. Đề tài thường được lựa chọn trong những thi phẩm của ông là đề tài viết về quê hương và hình ảnh người lính. Một trong số những thi phẩm tiêu biểu của tác giả này thuộc đề tài người lính chính là bài thơ Tây Tiến. Đây cũng chính là bài thơ giúp cho ông trở thành hiện tượng nhà thơ một bài và đến gần hơn với độc giả, để lại ấn tượng nhiều nhất với người đọc là 14 câu thơ đầu nói về hình ảnh của người lính Tây Tiến trên phong nền thiên nhiên miền Tây và những chặng đường hành quân gian khổ của họ. Ví dụ là như vậy, hiểu không? Thì đấy, có nghĩa là các em có thể, tức là như thế nào ạ? Là các em có thể triển khai cực kỳ là dễ dàng luôn, siêu dễ dàng luôn để viết cái phần mở bài. Mở bài chỉ trong vòng 2 phút là xong rồi. Nhưng mà thôi, chị xông xênh nên chị vẫn cho các bạn viết mở bài trong 5 phút, được không ạ? Nhá, thì đấy là cái cách mà các bạn sử dụng, ok chưa? Đấy là cách mà các em sử dụng, được chưa? Nhá, thì đấy, đây là về nhà thơ Quang Dũng này. Chúng ta tiếp tục có tác phẩm. Chúng ta chỉ cần nhớ một mốc thôi, được không ạ? Chúng ta chỉ cần nhớ một mốc thôi. Đó chính là gì nhỉ? À, đó chính là năm 1948. Được chưa nào? Năm 1948. Bởi vì thời điểm ra đời của bài thơ này chính là năm 1948. Nhưng mà nhớ về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng thì chắc chắn là các bạn sẽ cần phải nhớ tới một cái mốc thời gian nữa. Đó là mốc thời gian năm 1947. Được không ạ? Đây chính là thời điểm mà nhà thơ Quang Dũng tham gia vào gì ạ? Đây là thời điểm mà nhà thơ Quang Dũng tham gia vào binh đoàn Tây Tiến, từng giữ chức vụ đại đội trưởng nhưng một thời gian đó không lâu thì đã bị điều chuyển sang đơn vị khác. Vào năm 1948, khi tham gia một đại hội thi đua ở làng Phù Lưu Chanh,
thì biết bao nhiêu những niềm thương nỗi nhớ về những người đồng đội của mình quay trở lại. Quang Dũng đã viết bài thơ Tây Tiến. Bài thơ này thì ban đầu có tên là Nhớ Tây Tiến, nhưng sau đó đã đổi lại tên thành Tây Tiến. Được khi mà được hỏi rằng là tại sao lại đổi tên của bài thơ như vậy, thì Quang Dũng nói rằng là chỉ cần nhắc tới hai chữ Tây Tiến thôi là bao nhiêu những niềm thương nỗi nhớ đã quay trở về rồi. Thế nên để từ nhớ ở đó là thừa thãi. Ok chưa? Xong về phần tác giả tác phẩm. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nhá. Đây là về tác giả tác phẩm này, những cái yếu tố liên quan mà các bạn có thể sử dụng. Đây cũng chính là cái phần nội dung mà các bạn sẽ viết mở bài, sử dụng viết mở bài và viết luận điểm 1. Bởi vì luận điểm 1 của chúng ta phải nêu về tác giả tác phẩm mà. Thì đây chính là cái mảng kiến thức cần thiết nhất cho các bạn. Ok chưa? Rồi, thế còn về bài Tây Tiến thì chúng ta có những cái nội dung chính nào. Nhớ nhá, đây là cái phần râu ria thôi các em ạ. Được không? Đây chỉ cái là cái phần râu ria thôi nhá. Tiếp tục này, các bạn nhìn này, chúng ta có nội dung. Ở phần này, chị chia rất nhanh nội dung của tác phẩm này bao gồm 3 phần. Được không? Chị chia rất nhanh nội dung của tác phẩm này bao gồm 3 phần. Phần 1, 14 câu thơ đầu. 14 câu thơ đầu. Phần 2, 8 câu thơ tiếp. Và phần 3, 8 câu thơ tiếp. Được chưa? Nhá, một trong những cái, tức là một trong những cái tip mà chị hay làm khi mà phân tích ấy, là chị hay chia bố cục, được không ạ? Tức là ví dụ như là với cái đoạn đầu tiên này 14 câu thơ đầu này thì chị hay chia bố cục thành 2 2 4 2 2 và 2. Ok chưa? Các em có hiểu không? Tức là chị chia ra như thế này là để mình dễ nhớ ý ấy. Đó, thì với đoạn thơ này nhá, 8 câu thơ tiếp chị chia thành 4 4, ok chưa? Và 8 câu thơ tiếp chị chia thành 2 2 2 và 2. Không biết là bao giờ các bạn làm phân tích các bạn đã chia như thế này chưa ạ? Chị nghĩ là rất là ít bạn có thể làm được điều này, đúng không? Rất là ít bạn có thể làm được điều này. Ở đây chúng ta có hai câu thơ đầu tiên này, nói rồi, 14 câu thơ đầu là 14 câu thơ nói về hình ảnh của người lính Tây Tiến trên phong nền thiên nhiên miền Tây và những chặng đường hành quân gian khổ. Chúng ta có hai câu thơ đầu tiên, một số những keyword mà các bạn cần phải nhớ cho chị ở trong hai câu thơ này. Thứ nhất, bây giờ bởi vì là bước vào đoạn văn ấy, nên là chị bước vào cái phần giảng nên chắc là chị sẽ nói nhanh một chút xíu nhá. Tại vì nếu như mà nói chậm thì chị đã chắc phải ôn đến đêm mai thì mới xong được mấy cái tác phẩm này, được không? Nên là chị sẽ nói nhanh một chút xíu và các bạn sẽ cố gắng nghe. Nếu như mà nghe không kịp một lát nữa lại quay lại nghe lại. Ok chưa? Nhá, sẵn sàng chưa các em? Bị mờ á? Sao thế? Các em có xem được không? Xem được đúng không? Nhá, đây chị sẽ nói nhanh một chút xíu nhá. Rồi, chị sẽ nói nhanh một chút xíu này. Bắt đầu, nội dung của 14 câu thơ đầu tiên. Chúng ta có hai câu thơ đầu. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt người đọc đó chính là hình ảnh dòng sông Mã. Dòng sông Mã được đặt bên cạnh từ xa rồi. Và bên cạnh từ xa rồi là một danh từ nói về một đại đội quen thuộc, đó chính là binh đoàn Tây Tiến. Có nghĩa là đã xa rồi sông Mã, đã xa rồi Tây Tiến, đã xa rồi hình ảnh của một dòng sông đã gắn liền với những chặng đường hành quân gian khổ của binh đoàn Tây Tiến. Và cũng đã xa rồi hình ảnh của binh đoàn này, những kỷ niệm gắn liền cùng với binh đoàn. Để bây giờ đây chỉ còn lại là biết bao nhiêu những niềm thương nỗi nhớ đang quay trở về. Từ xa rồi được coi là điểm rơi thấp nhất của câu thơ này. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, một tiếng gọi thiết tha trìu mến, chính là cách mà Quang Dũng lựa chọn để mở đầu cho thi phẩm của mình. Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi. Nó nhớ được nhắc đến ở đây, từ nhớ điệp lại hai lần, thâu tóm cảm xúc chủ đạo của câu thơ này và cũng thâu tóm cảm xúc chủ đạo của cả đoạn thơ này và cả bài thơ này, đó chính là nỗi nhớ. Nhớ về rừng núi, tức là nhớ về thiên nhiên miền Tây. Nỗi nhớ chơi vơi ở đây là một nỗi nhớ vô cùng lạ đã được sử dụng, phải không ạ? Một cái nỗi nhớ có lẽ là bởi vì Quang Dũng bây giờ đang đứng giữa biết bao nhiêu ngả của nỗi nhớ niềm thương, thế nên không biết bắt đầu từ đâu cho phải. Và có lẽ cũng chính bởi vì lẽ đó, thế nên nỗi nhớ trở nên mênh mông ra giết cồn cào hơn bao giờ hết. Xong hai câu đầu tiên. Ok không? Trời đất ạ! Cứ nói chậm thôi mới nói nhanh thôi. Thế bây giờ nói chậm thì không thể nào mà xong được. Nói nhanh thì lại bảo nói chậm thôi. Thì không hiểu là mấy đứa muốn cái gì cũng nóng thế. Em không thấy nóng không? Trời ạ. Thế bây giờ ý các em là muốn như thế nào? Nếu mà các em mà bảo chị nói chậm là sẽ không kịp đâu. Mai thi rồi, ngày kia thi rồi mà còn bảo nói chậm thì bao giờ mới xong? Hả? Xin chào Hải Dương. Trời ơi, chị cũng nhớ các em á. Chị cũng nhớ Dương với Trang á. Nào, em ơi. Trời đất ạ. Tình hình là như nào, muốn nhanh hay là chậm thì nói một câu để cho con biết đấy. Chậm thôi ạ. À?
Thôi được rồi nhá, thế nhá. Chính các cô cậu muốn chậm với nhá. Thấy chưa? Rồi, ở hai câu tiếp theo này. Hãy chú ý tới hai địa danh Sài Thao và Mường Lát. Bởi vì đây là hai địa danh mà đã được nó là hai cái mốc không gian địa lý, nhưng mà bây giờ khi mà vào trong thơ của Quang Dũng, nó lại trở thành hai dấu mốc thời gian. Bởi vì nhớ tới Sài Thao Mường Lát là Quang Dũng bây giờ đã nhớ về những cái hình ảnh, những cái chặng đường hành quân cùng với những người đồng đội của mình, đúng không ạ? Chúng ta có được hình ảnh của một đoàn quân mỏi mệt đi giữa một biển sương mờ phủ lấp. Và chúng ta có được đáng lẽ là một cái trạng thái, một cái cảm xúc rất là u uất, rất là mệt mỏi, chán trường như thế. Nhưng mà Quang Dũng không để như vậy. Quang Dũng ngay lập tức kéo lại sự cân bằng cho người đọc bằng câu thơ Mường Lát hoa về trong đêm hơi. Địa danh Mường Lát, vùng đất Mường Lát đón bước chân của những người lính với hình ảnh của những bông hoa nở vào ban đêm. Đó là một cái vẻ đẹp vô cùng dịu dàng, và hương thơm của hoa nở vào ban đêm đã đem lại sự cân bằng, xóa tan đi biết bao nhiêu những mệt mỏi trên những chặng đường hành quân của những người lính. Cách sử dụng từ ngữ của Quang Dũng ở đây rất là hay, là hoa về chứ không phải hoa nở, là đêm hơi chứ không phải đêm sương, tạo ra cho người đọc một vẻ đẹp vô cùng dịu dàng của gì ạ? Của núi rừng miền Tây, được không nào? Rồi, bốn câu thơ tiếp theo. Đây là bốn câu thơ đặc tả về độ cao, về độ dốc, về độ sâu, về độ gập ghềnh hiểm trở của thiên nhiên Tây Bắc. Câu thơ đầu tiên là câu thơ nói về gì ạ? Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm. Hình ảnh dốc rất là gập ghềnh, rất là khó đi. Heo hút cồn mây súng gửi trời. Ở đây có hai hình ảnh để đề cập tới. Một là hình ảnh cồn mây heo hút để đặc tả độ cao. Thứ hai là súng gửi trời. Hình ảnh này là hình ảnh nhân hóa mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là gì ạ? Ý nghĩa thứ nhất là hình ảnh cũng đặc tả độ cao. Thứ hai là thể hiện cái chất lính, sự lạc quan, tinh thần yêu đời, lạc quan yêu đời, hồn nhiên dí dỏm của người lính. Ok chưa ạ? Rồi. Anh bạn dãi dầu không bước nữa. Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây xuống người trời. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống. Muốn nói về núi và vực ở Tây Bắc. Cao thì cao vời vợi, mà sâu thì sâu thăm thẳm, phải không ạ? Khiến cho người đọc có cảm giác như mình đang chơi một cái trò bập bênh chóng mặt. Để rồi cuối cùng, sau tất cả những cái gập ghềnh, những cái hiểm trở, chúng ta lại trở về gì ạ? Nhà ai pha luông mưa xa khơi. Hình ảnh những nếp nhựa, hình ảnh những nếp nhà pha luông chìm trong cơn mưa bụi, phải không ạ? Một vẻ đẹp vô cùng dịu dàng, và ngay lập tức lại kéo lại cái sự cân bằng ở trong lòng người đọc về khung cảnh thiên nhiên miền Tây và những cái cảm giác mà bản thân nhà thơ Quang Dũng đã tạo ra trong bài thơ này. Không nào. Rồi, tiếp tục chúng ta có hai câu thơ tiếp theo là nói về sự hy sinh của những người lính, sử dụng biện pháp từ nói giảm nói tránh, được chưa ạ? Rồi, hai câu thơ tiếp theo là nói về cái sự đe dọa của thiên nhiên miền Tây với thú dữ, với gì ạ? Thác dữ, thiên nhiên nơi rừng thiêng nước độc, lại kết hợp với cái sự đe dọa của thú dữ nữa. Đó chính là lý do mà giống như là tất cả cái nguy hiểm bộn bề đang bao trùm lấy người lính vậy, đúng không ạ? Nhưng để rồi cuối cùng tất cả mọi hiểm nguy, tất cả mọi gập ghềnh lại được kéo lại, trở lại sự cân bằng bằng hai câu thơ gì nhỉ? Đó là hai câu thơ Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi, đúng không nào? Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Rồi, chúng ta có ở đây là gì ạ? Chúng ta có hình ảnh, những cái từ mà các em cần phải nhớ ở đây này, đó chính là Mai Châu mùa em, từ cảm thán nhớ ôi, được không ạ? Và các bạn sẽ giải nghĩa những cái từ này khi mà các bạn phân tích nhá. Ok chưa? Rồi, đoạn tiếp theo chúng ta chia làm bốn câu thơ. Đầu tiên là về một cái buổi đêm liên hoan văn nghệ đấy. Bốn câu thơ tiếp theo là hình ảnh gì ạ? Bốn câu thơ tiếp theo là hình ảnh của một buổi chiều sông nước Tây Bắc mênh mang mờ ảo trong cuộc chia ly giữa người đi kèo. Chúng ta có thể hiểu người đi ở đây chính là những chiến binh Tây Tiến, và người ở lại chính là đồng bào Tây Bắc ở trên những cái mảnh đất mà những chiến binh Tây Tiến đã đi qua. Ok chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta có 8 câu thơ này là hình ảnh người lính Tây Tiến đây. Đợi chị chút xíu nhé. Chị không đọc được bình luận nhỉ? Các bạn đợi một chút xíu nha. Không biết là có kịp ghi lại không? Chắc là không kịp ghi lại đâu đúng không? Chắc là không kịp ghi lại đâu. Nha, nếu như mà muốn nhận tài liệu thì nhanh chóng.
Nhanh chóng giúp chị chia sẻ phần livestream này nha. Ok. Rồi, ok, ok. Nào các bạn ơi, tiếp tục tám câu thơ tiếp. Nếu như mà để đánh giá về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng thì chị nghĩ rằng 8 câu thơ này chính là 8 câu thơ quan trọng nhất. Bởi vì nếu như là những cái đoạn trên ấy, thì ảnh người lính Tây Tiến chỉ được phác họa qua một cái góc thôi, tức là chụp một cái bức ảnh từ xa nhìn vào thôi. Thì 8 câu thơ này lại là một cái bức ảnh chân dung, một cái bức ảnh chụp trực diện hình ảnh của những người lính Tây Tiến hiện lên với những vẻ đẹp hào hùng, hào hoa, lãng mạn và bi tráng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hình ảnh người lính qua 8 câu thơ này các bạn nhé. Trước tiên chúng ta có hai câu thơ đầu tiên. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Có thể thấy rằng là hình ảnh của một đoàn binh như thế nào ạ? Không mọc tóc. Hình ảnh của một đoàn binh như thế nào ạ? Da thì xanh, đúng không? Rất là tiều tụy và ốm yếu, phải không ạ? Rất là tiều tụy và ốm yếu. Thế nhưng mà đã được sử dụng kèm từ gì ạ? Đoàn binh này, từ gì nhỉ? Giữ oai hùng này. Và khiến cho hình ảnh của những người lính bây giờ không hề trở nên bi lụy, mà trong cái tư thế làm chủ thiên nhiên, làm chủ đất trời, được không ạ? Rồi, hai câu thơ tiếp theo. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội giáng kiều thơm. À, có hình ảnh, đây là hai cái câu thơ hay nhất, được đánh giá là hai câu thơ hay nhất trong bài thơ Tây Tiến, là hai câu thơ nhốt trọn cả hai thế giới ngày và đêm, và nhốt trọn hai giấc mộng của trí làm trai thời loạn, đó chính là mộng chinh phu và mộng gia nhân, được không nào? Mộng chinh phu là mộng đánh giặc, ban ngày gửi ánh mắt trừng của mình về phía biên giới với một cái ánh mắt vô cùng quyết tâm căm hờn về phía quân địch, nuôi giấc mộng đánh giặc, đánh gì ạ? Đuổi kẻ thù về đất nước, đánh thắng kẻ thù để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Ban đêm thì sao nhở? Lại bắt đầu nhớ về, để thả lòng mình, nhớ về Hà Nội, nhớ về những bóng hình giai nhân. Chưa nào? Một cái nhìn vô cùng là lãng mạn của người lính Tây Tiến. Chúng ta có hai câu thơ tiếp theo. Giải rác biên cương mổ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Hai câu thơ này nói về cái sự hy sinh thầm lặng của những người lính Tây Tiến, hình ảnh của những ngôi mộ xa xứ nằm rải rác bên biên cương, và chúng ta có được một cái lời thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, gì ạ? Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc. Nhà thơ Thanh Thảo đã viết như vậy trong bài thơ khúc 7 của mình. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, hình ảnh của những chiến binh Tây Tiến hiện lên ở trong lòng người đọc. Và trong những gì mà Quang Dũng ghi lại, đó là hình ảnh của những chàng trai trẻ sẵn sàng hy sinh thân mình cho Tổ quốc, cho đất nước, cho quê hương. Ok chưa? Rồi, và cuối cùng, áo bào thay chiếu anh về đất, sông mạng gầm lên cúc độc hành. Sử dụng biện pháp đu từ thập xưng nói quá, sử dụng hình ảnh áo bào, sử dụng biện pháp đu từ nói giảm nói tránh anh về đất. Thực ra là hình ảnh của những người lính Tây Tiến khi trở về đất mẹ chỉ mang trong mình một cái hình hài nguyên sơ thôi. Thế nhưng mà cuối cùng thì sao nhỉ? Cuối cùng thì lại sử dụng hình ảnh áo bào, vốn là cái trang phục dành cho vua chúa, cho quan lại, cho những người tướng quân, vị tướng quân. Có lẽ cũng chính bởi như vậy mà câu thơ cuối cùng có viết sông mã gầm lên khúc độc hành. Hình ảnh sông mã là cái hình ảnh xuất hiện cuối cùng, và chúng ta thấy được rằng là con sông mã đang gầm lên một tiếng kêu đau đớn, giống như tiếng gầm của một con chiến mã trung thành khi chứng kiến những người tướng quân của mình ngã xuống trong cái trận đánh, phải không ạ? Và rõ ràng là sử dụng hình ảnh sông mã đây cũng được giống như là được coi như là một cái bài điếu văn, một cái bài điếu văn mang tầm vóc thiên nhiên vũ trụ, sự bi tráng của người lính Tây Tiến, được không nào? Các bạn ơi, các em có hiểu không nhờ? Xong, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua Việt Bắc. Không dài dòng nhá, dài dòng như đêm, xong. Việt Bắc. Mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bấc vung trong giả bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Thứ nhất, chặng đường thơ song hành cùng chặng đường cách mạng. Thứ hai, chữ tình chính trị, được không ạ? Thứ ba, tính dân tộc. Thứ tư là gì ạ? À, được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam.
lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Nhanh chóng ghi vào nhé. Ở đây ví dụ nhà thơ Tố Hữu này. Mở bài luôn. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Tố Hữu được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Hồn thơ ông gây ấn tượng với người đọc bởi một giọng thơ trữ tình chính trị. Và điển hình cho giọng thơ này nổi bật chính là bài thơ Việt Bắc. Bài thơ được coi là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu, cũng được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp, để lại nhiều ấn tượng với độc giả là 8 câu thơ đầu tiên. 8 câu thơ nói về khúc hát chia ly giữa người đi kẻ ở. Ok chưa nào? Nhá, rồi, xong. Thì ở đây chúng ta có một cái đoạn về Tố Hữu như này để các bạn có thể sử dụng ở phần mở bài và sử dụng ở cái phần luận điểm 1 như sau. Tố Hữu được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Hồn thơ Tố Hữu gây được ấn tượng với người đọc bởi giọng thơ trữ tình chính trị. Chặng đường thơ của người nghệ sĩ này song hành cùng chặng đường cách mạng. Thơ Tố Hữu mang giọng điệu trẻ trung sôi nổi, tinh thần lạc quan và luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng của dân tộc. Ok chưa? Nhá, xong. Tiếp tục. Bài thơ này chúng ta sẽ phân tích hai đoạn chính thôi. Một là 8 câu thơ đầu và hai là 10 câu thơ trong bức tranh Tứ Bình. Thế thôi. Được không ạ? Còn lại thì các bạn sẽ tự học nhá. Còn lại thì các em sẽ tự học. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích luôn 8 câu thơ đầu và 10 câu thơ bức tranh Tứ Bình như sau. 8 câu thơ đầu. Đây là khúc hát chia ly giữa người đi kẻ ở. Chúng ta có bố cục 4-4. 4 câu thơ đầu tiên là lời của người ở lại, lời ướm hỏi của người ở lại. Mình về mình có nhớ ta, ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Được không ạ? Nhá, lời của người ở lại trước tiên là một cái câu hỏi tu từ. Mình về mình có nhớ ta, một câu hỏi tu từ ướm hỏi về về tình cảm của người ra đi. Được không ạ? Rồi, tiếp theo. 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Hãy nhớ giúp cho chị nhá, cái câu đầu tiên ấy, chúng ta có cái từ về ấy, được coi là điểm rơi thấp nhất của câu thơ này. Bởi vì là được, tại sao lại được coi là điểm rơi thấp nhất của câu thơ này? Bởi vì đây chính là cái từ mà tạo ra một cái khoảng hụt hẫng cho người đọc. Được không ạ? Rồi, từ về, đây chính là câu hỏi tu từ. Và hãy nhớ giúp cho chị phân tích ký từ này. 15 năm là khoảng thời gian những cán bộ cách mạng sống ở đây. Thế nhưng cũng là một cái khoảng thời gian nhắc nhớ lại về cội nguồn cách mạng, được cá nhân hóa bằng từ ấy. 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Sử dụng hai cái từ thiết tha mặn nồng, vốn dĩ chỉ là những cái từ thường dành cho đôi lứa uyên ương thôi. Thế mà ở đây lại sử dụng để nói về tình cảm keo sơn bền chặt giữa đồng bào cách mạng và cán bộ Việt Bắc. Ok chưa ạ? À, đồng bào Việt Bắc và cán bộ cách mạng. Rất là xin lỗi nhá, nói nhanh quá nên là bây giờ thành nhầm lẫn lung tung cả. Chết thật. Rồi nhá, ok chưa? Được không ạ? Rồi, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không? Tiếp tục là một câu hỏi tu từ. Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Nhìn cây nhớ núi tức là nỗi nhớ về thiên nhiên và nhắc nhớ về cội nguồn của nghĩa tình. Tháng 10 năm 1954. Đây là cái thời điểm mà cán bộ cách mạng đã rời chính khu Việt Bắc để trở về với thủ đô Hà Nội. Bởi vì vào năm 1954 thì quân và dân ta đã giành được một cái thắng lợi lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đó là chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký với ta hiệp định Geneva, rút quân lập lại hòa bình ở miền Bắc. Và nhân cái sự kiện trọng đại này thì cán bộ cách mạng đã rời chiến khu Việt Bắc để trở về với Hà Nội, đúng không ạ? Trở về với thủ đô Hà Nội. Và nhân sự kiện trọng đại trong cái cuộc chia ly giữa người đi kẻ ở thì nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ Việt Bắc, được không nào? Thì đó cũng chính là hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này các em nhé. Lưu ý giúp cho chị, được chưa? Rồi, 2-4 câu tiếp theo ạ. Là 4 câu thơ lời của người ra đi, đúng không? Chúng ta có 4 câu thơ này là lời của người ra đi, đúng không? Lời trả lời đấy ạ. Tiếng ai tha thiết bên cồn. Tiếp tục là một cái câu hỏi tu từ, nhưng thật ra là đã biết tiếng ai là đồng bào Việt Bắc rồi, đúng không ạ? Bâng khuâng trong dạ, trong dạ bâng khuâng, bước đi bồn chồn, cứ đi được vài giây lại dừng lại ngoái đầu lại. Thấy không ạ? Một cái cảm xúc hết sức là bâng khuâng, không biết là nên vui hay là nên buồn.
đến bây giờ được quay về Hà Nội, quay về với phố phường, quay về với những người thân yêu rồi. Nhưng buồn là bởi vì là sau một cái khoảng thời gian dài gắn bó như vậy thì cuối cùng đã phải chia tay đồng bào Việt Bắc và chia tay mảnh đất nơi đây. Bâng khuâng trong giả buồn trốn bước đi, áo tràn ở đây là hình ảnh hoán dụ, chỉ về hình ảnh của những con người Việt Bắc trong cái buổi chia ly giữa đồng bào cách mạng, đồng bào Việt Bắc và cán bộ cách mạng. Nhưng mà màu tràm ở đây cũng là một cái màu thể hiện sự thủy chung, sự nghĩa tình, sự bền bỉ, sự chịu thương chịu khó, được không ạ? Rồi, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Thì hình ảnh cầm tay là một cái hình ảnh đáng lưu ý nhất ở trong cái câu thơ này. Cầm tay nhau bởi vì là biết bao nhiêu những cái điều xúc động, nghẹn ngào, không biết là bắt đầu từ đâu. Bởi vì có quá nhiều chuyện để nói nhưng mà không biết là nên nói từ câu chuyện nào. Thế nên biết bao nhiêu những cảm xúc lưu luyến còn đọng lại, để rồi chỉ biết cầm tay nhau nhưng mà lại không thể thốt ra bất cứ một lời nào cả. Được không ạ? Thì đó là 8 câu thơ đầu, lời ướm hỏi của người ở lại và người và lời đáp trả của những người ra đi. Ok chưa? Rồi, với cái bức tranh tứ bình ấy, 10 câu thơ ấy, thì nhớ giúp chị 4 cụm sau: 2, 2, 2, 2 và 2. Hai câu này là thâu tóm cảm xúc chủ đạo, là nỗi nhớ. Hai câu tiếp là mùa đông. Bất cứ mùa nào cũng có hình ảnh của thiên nhiên và con người. Hai câu tiếp là mùa xuân, cũng có thiên nhiên và con người. Hai câu tiếp là mùa hạ và hai câu tiếp là mùa thu, cũng thiên nhiên, con người. Thiên nhiên, con người, được không ạ? Nhá, ở đây chúng ta có nỗi nhớ, là nỗi nhớ về thiên nhiên và con người hoa đấy. Cùng người, nhớ phân tích cả từ cùng nữa nhá, vì đây cũng là một cái từ được sử dụng rất là hay. Ok chưa? Rồi, mùa đông thì có hình ảnh hoa chuối, có hình ảnh rừng xanh. Con người thì xuất hiện trong một cái nét chớp thần tình ấy, là trung điểm là gì ạ? Là nơi hội tụ của ánh sáng. Đúng không? Mùa xuân thì có hoa mơ nở trắng. Hoa mơ nở trắng rừng, trắng cả thời gian, trắng cả không gian, trắng cả không gian rừng núi, trắng cả thời gian ngày xuân. Rồi, và con người thì trong hành động chuốt, một cái hành động rất là tỉ mỉ, đan nón để tặng cho người cách mạng. Mỗi cái sợi gian là bấy nhiêu sợi tình, thể hiện cái sự cần cù, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Rồi, tiếp tục, mùa hạ là tiếng ve kêu và rừng phách. Ve kêu và rừng phách, được không ạ? Hai cái tín hiệu đặc trưng. Và có một cái từ rất là quan trọng ở đây mà các bạn cũng cần phải phân tích, đó chính là từ nổ. Một cái động từ mà khiến cho người ta có cảm giác như là người mẹ thiên nhiên đã làm cho thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm thức giấc thôi, được không ạ? Rồi, và tiếp theo là hình ảnh con người. Ok chưa? Chúng ta có ở đây là gì ạ? Ve kêu rừng phách đổ và nhớ cô em gái. Một cái kết gọi đầy thiết tha và trìu mến. Trong cái công việc của mình là công việc hái măng, một mình nhưng mà không hề cô đơn, một mình nhưng mà không hề cô độc, bởi vì biết được rằng là mình đang làm một cái công việc rất là ý nghĩa, được chưa ạ? Rồi, mùa thu với hình ảnh của rừng thu và hình ảnh trăng tròn, được không nào? Hình ảnh rừng thu và hình ảnh trăng tròn, hình ảnh con người đã xuất hiện với tiếng hát thủy chung. Chúng ta có thể thấy một điều rằng là chỉ với 10 câu thơ thôi mà thiên nhiên Việt Bắc bốn mùa với bức tranh tứ bình đã được thể hiện qua đoạn thơ này. Thêm vào đó còn là hình ảnh của con người Việt Bắc chịu thương chịu khó, nồng ấm mang biết bao nhiêu những nghĩa tình nữa, được không ạ? Thì đây là toàn bộ nội dung mà trong hai phần này chị muốn chia sẻ với các bạn. Để nói về bài thơ Việt Bắc ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là đây là một bài thơ viết theo thể thơ lục bát, là thể thơ truyền thống của dân tộc Việt Nam, thế nên cái tính dân tộc nó rất là cao. Cái thứ hai là sử dụng lối đối đáp xưng hô mình và ta trong ca dao thường gặp, thế nên chúng ta cũng thấy được rằng là nó rất là gần gũi, giống như là cái cách mà hai người yêu nhau nói chuyện với nhau, chứ không phải là một bên là cán bộ cách mạng và một bên là đồng bào Việt Bắc, thể hiện cái tình cảm gắn bó, keo sơn, bền chặt. Và trong 90 câu thơ đầu trong bài thơ Việt Bắc mà chúng ta được học trong sách giáo khoa là 90 câu thơ tái hiện về những kỷ niệm cách mạng. Ở đây nói về những cái kỷ niệm gắn với đồng bào Việt Bắc và kỷ niệm gắn với con người Việt Bắc. Thì có một cái đoạn thơ mà các bạn có thể sử dụng trong bài thơ này, đó chính là một cái đoạn thơ trong bài thơ Tiếng hát con tàu của nhà thơ Chế Lan Viên như thế này:
Nhớ bạn sương trăng nhớ đèo mây phủ, nên đau qua lòng lại chẳng yêu thương. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Ok không? Thì đấy cái đoạn thơ mà các bạn có thể dùng để mở bài, viết trong phần thân bài, liên hệ mở rộng hoặc là kết bài thì đều rất là ok nhá. Rồi, chúng ta chuyển sang thi phẩm tiếp theo, bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không ạ? Chị khát nước không? Chị xin một cốc nước. Trời ơi, kiểu cảm giác kiệt sức. Thế này mà các em không chia sẻ với chị thì thôi, còn gì nữa. Trời đất ạ. Chị khát nước qua đi. Rồi, Sóng của Xuân Quỳnh. Chưa kiến tác giả. Nhà chỉ 6 thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi. Nếu nằm mơ, em của tay là chạm vào thùng gạo. Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo. Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Đó là một cái mái ấm giản đơn của Xuân Quỳnh, là một người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời này với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Được không ạ? Sinh ra trong cuộc đời với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Được không? Cả cuộc đời chưa bao giờ nguôi yên về một cái nỗi niềm đau đớn viết thơ, làm thơ. Và thơ Xuân Quỳnh chính là tính linh của Xuân Quỳnh, là tính cách của Xuân Quỳnh, là bản ngã của Xuân Quỳnh. Tất cả những điều giản đơn nhất từ trong cuộc đời này đều được Xuân Quỳnh đưa vào trong thi phẩm của mình một cách rất là gì ạ? Rất là gần gũi. Được chưa nào? Chúng ta có đề tài mà người nghệ sĩ này thường viết, đó là thơ viết cho thiếu nhi. Và thơ viết về đề tài tình yêu. Được không ạ? Thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Tiếp tục, cái giọng thơ thì sao nhỉ? Giọng thơ rất là nhẹ nhàng, giản dị, gần gũi, giàu cảm xúc. Thế nhưng cũng chất chứa ở trong đó là những cái lo âu trăn trở về hạnh phúc đời thường. Ok không nào? Rồi, ok chưa? Đấy là về giọng thơ của Xuân Quỳnh nhá. Được chưa? Thì chỉ cần nhớ những cái ý như này thôi. Thì chị có một cái đoạn như sau viết về Xuân Quỳnh như thế này. Xuân Quỳnh, người phụ nữ sinh ra để yêu và làm thơ. Với chị, tình yêu chính là sức mạnh để vượt qua những phong ba bão tố trong cuộc đời. Đề tài mà Xuân Quỳnh thường lựa chọn cho những vần thơ của mình là thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Thơ chị nhẹ nhàng, giản dị, đôn hầu, gần gũi như hơi thở. Thường viết về những điều giản đơn, bình dị trong cuộc sống, nhưng là mang những cảm xúc phong phú, triết lý cuộc đời đáng suy ngẫm. Bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh được viết vào năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Khi đó, Xuân Quỳnh đang tròn 25 tuổi, đã trải qua những cái đổ vỡ đầu tiên ở trong tình yêu của mình. Thế nên tình yêu của chị từ góc nhìn của một người phụ nữ đã trải qua những bồng bột đầu tiên trở nên chín chắn sâu sắc hơn bao giờ hết. Được không ạ? Rồi, tiếp tục nói về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Nội dung tác phẩm chia làm 9 khổ. Khổ 1 là sự đối lập. Khổ 1 là sự đối lập. Khổ 2 là khát vọng tình yêu. Khổ 3, khổ 4 là cuộc truy tìm. Khổ 5 là nỗi nhớ. Khổ 6 là khát vọng thủy chung. Khổ 7 là điều tất yếu. Khổ 8 là lo âu trăn trở. Và khổ 9 là khát vọng hóa thân. Ở đây chúng ta có 9 khổ. Mỗi khổ có một nội dung riêng. Được không ạ? Và các bạn có thể chú ý ở đây giúp cho chị. Khổ 1 sự đối lập, khổ 2 khát vọng tình yêu, khổ 3 cuộc truy tìm, khổ 4 nỗi nhớ, khổ 3 khổ 4 cuộc truy tìm, khổ 5 nỗi nhớ, khổ 6 khát vọng thủy chung, khổ 7 tất yếu, khổ 8 lo âu trăn trở, khổ 9 khát vọng hóa thân. Được không ạ? Nha. Có thể thấy rằng là nếu như mà các bạn nhớ theo kiểu này thì nó sẽ rất là đơn giản. Ở đây ví dụ sự đối lập, các bạn sẽ chia ra
Cấu trúc của đoạn này là 2-2, được không? Hai câu đầu nói về sự đối lập, hai câu sau nói về một cái thông điệp tình yêu mới mẻ, đó chính là cái sự chủ động trong tình yêu. Tiếp tục, khát vọng tình yêu. Khát vọng tình yêu không chỉ là khát vọng của bạn, của tôi, mà đó là khát vọng của chúng ta, của tất cả mọi người, của thế hệ hiện tại, tương lai, của quá khứ, hiện tại, tương lai, của muôn đời sau. Ok, xong khổ 2. Khổ 3, khổ 4, cuộc truy tìm. Chúng ta có bản thân hình ảnh người con gái, hình ảnh em, hình tượng em đã cố gắng đi truy tìm cách nghĩa xem con sóng bắt đầu từ đâu, và cũng đã cố gắng đi truy tìm cách nghĩa căn nguyên về tình yêu nhưng đã thất bại, và cuối cùng trả lời một cách vô cùng nữ tính và đáng yêu bằng một cái lắc đầu rất là duyên dáng của mình, phải không ạ? Rồi khổ 5, chúng ta có nỗi nhớ. Đây là một khổ thơ rất đặc biệt bởi vì biên độ của khổ thơ này được mở rộng từ 4 câu thành 6 câu, và một cái nỗi nhớ bao trọn không gian thời gian, một nỗi nhớ xuất hiện trong ý thức, tiềm thức và cả trong vô thức với cách nói lạ hóa, đó là gì ạ? Cả trong mơ còn thức. Rồi chúng ta có khổ 6 là khát vọng thủy chung. Cuộc đời này có bốn phương tám hướng, dẫu cho em có đi xuôi về phương Nam hay ngược về phương Bắc thì trái tim của em chỉ có duy nhất một phương để hướng về, đó là phương Anh, hướng tới cái sự khát vọng thủy chung trong cuộc đời này. Rồi khổ 7, chúng ta có điều tất yếu. Con sóng ở ngoài đại dương trải qua bao nhiêu gian lao và vất vả sẽ đến được với ôm vào bờ cát trắng, em cũng như vậy, trải qua mọi thử thách và khó khăn em sẽ tìm được đến anh, tình yêu đích thực ở trong cuộc đời của mình. Khổ thơ thứ 8, chúng ta có những lo âu trăn trở. Bởi vì em lo âu trước những sự hữu hạn của thời gian đời người, và em sợ rằng mình sẽ không có đủ thời gian để tiếp tục yêu đương, thế nên là em đã lựa chọn cách, đó chính là hóa thân vào từng con sóng nhỏ để có thể vĩnh viễn hóa tình yêu của chính mình, được không ạ? Có thể thấy rằng là 9 khổ thơ này tưởng là không hề liên quan gì đến nhau, nhưng mà thật ra nó lại có một cái sự kết nối cực kỳ là lớn, được không ạ? Rồi các bạn ơi, ôi dồi, hết cả hơi. Trời ơi, các bạn ơi, cho chị nghỉ một tí nhá. Bây giờ thì trong lúc mà chị nghỉ lấy sức để quay trở lại cùng với các em, thì chúng mình sẽ cùng với nhau gặp chị Hải Quỳnh. Chị Hải Quỳnh sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm câu nghị luận xã hội nhá, được không nào? Sau đó thì chị Hải Quỳnh sẽ chữa cho các bạn 1-2 cái bài làm mẫu. Bởi vì chị biết là trong cái quá trình làm câu nghị luận xã hội của các bạn gặp cực kỳ là nhiều cái vấn đề khác nhau, đúng không? Thế nên là chị Hải Quỳnh bây giờ sẽ chia sẻ về cách làm trước. Sau đó khi chia sẻ về cách làm xong thì chị Hải Quỳnh sẽ chữa cho các bạn 1-2 bài mẫu của các bạn học sinh, được không nhá? Thì chị Hải Quỳnh sẽ chữa cho các bạn 1-2 bài mẫu của các bạn học sinh, để các bạn biết là, chị biết là đây là cái lỗi mà các bạn rất là thường gặp trong cái quá trình làm nghị luận xã hội của mình, đúng không? Thế nên là chị hy vọng là các em sẽ cố gắng học tích lũy phần này, bởi vì chị nghĩ đây cũng là một cái phần rất là quan trọng đấy, đúng không ạ? Đây cũng là một cái phần rất là quan trọng. Thế nên nhanh chóng lấy lại tinh thần, tác bạn bè của mình vào, được không? Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tác bạn bè của mình vào để chúng ta tiếp tục ôn cái phần nghị luận xã hội, được không ạ? Để chúng ta ôn tiếp cái phần nghị luận xã hội nhá. Nào, ok, xin mời. Đây, Quỳnh ơi. Xin chào tất cả các bạn. Chị là Hải Quỳnh, và trong lúc mà chúng ta đợi chị Hiên nghỉ ngơi một lát để ôn cái kiến thức nền của các tác phẩm thuộc phần nghị luận văn học, thì bây giờ hãy cùng với chị lưu ý một chút về những cái kỹ năng khi mà chúng ta làm cái câu nghị luận xã hội nhá. Câu nghị luận xã hội thì chúng ta đều biết là trong cái đề thi gồm cấu trúc đọc hiểu nghị luận xã hội và nghị luận văn học, đúng không? Thì câu nghị luận xã hội chúng ta có 2 điểm, được chưa nào? 2 điểm. 2 điểm, nhưng làm thế nào để chúng ta kiếm được từ 1,5 đến 2 điểm thì điều đó sẽ không hề dễ dàng với những bạn nào mà không nắm được phương pháp. Ở đây chị muốn lưu ý một chút, chúng ta vẫn thường hay nhầm, đó là nếu như mà lớp 10, lớp 11 chúng ta viết một bài văn, đúng không nào? Một bài văn nghị luận xã hội. Thì bây giờ là chúng ta viết một đoạn văn. Vậy thì bài văn và đoạn văn tất nhiên là về hình thức thì các em sẽ phân biệt được rồi, đúng không? Đoạn văn thì đã được tính từ chỗ thụt vào đầu dòng và đến chỗ chấm xuống dòng, được chưa nào? Về hình thức thì chị không nói nhiều nữa, nhưng ở đây với bài văn, nếu như mà chúng ta với bài văn thì chúng ta có mở bài, thân bài, kết bài, và trong phần thân bài chúng ta có nhiều ý. Chị ví dụ nhá, ví dụ với cái dạng như là dạng về bàn luận về tư tưởng đạo lý chẳng hạn, thì chúng ta trước hết chúng ta có giải thích nếu cần, đúng không nào? Chúng ta có giải thích này, chúng ta có bàn luận này, được chưa nào? Chúng ta có chứng minh, chúng ta có phản đề, chúng ta có gì nữa ạ? Bài học, được chưa nào? Vậy là
là trong cái phần thân bài của một cái bài văn thì chúng ta gồm rất nhiều phần như thế này. Nhưng các bạn lưu ý cho chị, đó là ở một đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ trong cái đề bài mà chiếm tới 2 điểm của chúng ta ấy, thì đề chỉ hỏi về một trong những khía cạnh này thôi. Được chưa nào? Tất nhiên là không thể bằng một đoạn văn 200 chữ mà người viết, người chấm lại yêu cầu chúng ta phải thu hẹp cả một bài văn dài vào một đoạn văn 200 chữ. Các em hiểu không nào? Có nghĩa là chúng ta chỉ chú ý đi vào đúng cái khía cạnh mà đề bài hỏi, chứ chúng ta không phải là thu nhỏ một cái bài văn dài sau đó thu nhỏ vào một cái đoạn văn 200 chữ được. Được chưa nào? Và khi mà vậy nên là cái bước mà chúng ta phân tích đề là rất quan trọng. Chị lấy ví dụ một đề nhé, đó là em hãy viết một đoạn văn 200 chữ bàn luận về bài học rút ra từ một câu nói. Vậy là ở đây chúng ta xác định được là cái vấn đề mà chúng ta cần bám sát đó chính là bài học. Được chưa nào? Tất cả những cái này chúng ta có thể không phải viết hoặc là viết sơ qua thôi. Ví dụ cái câu nói đó ý nghĩa nó chưa tường minh, chưa rõ ràng thì chúng ta có thể giải thích bằng một câu. Còn sau đó chúng ta phải nêu lên được là bài học đấy, bài học 1 đấy là gì, bài học 2 là gì, bài học 3 là gì, vân vân. Được chưa nào? Đó nhá. Từ việc phân tích đề đó thì khi mà làm bài này, trong một đoạn văn 200 chữ, lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình, đó là chúng ta không được xuống dòng. Chúng ta phải viết, trước tiên là phải đảm bảo về mặt hình thức đã, sau đó về mặt nội dung. Thì khi viết, các em liên tiếp cho chị đặt ra những cái câu hỏi và chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi đó. Nếu như mà đề bài hỏi về bài học rút ra thì chúng ta hiểu được là cái câu nói đó có ý nghĩa gì, bài học 1 là gì, bài học 2 là gì, bài học 3 là gì, cứ trình bày lần lượt như thế. Được chưa nào? Và cái điều thứ hai mà chị lưu ý với các bạn ở đây đó là việc đưa dẫn chứng. Một số vấn đề mà các em gặp phải, thứ nhất đó là chúng ta không có cái vốn dẫn chứng của riêng mình. Thứ hai là chúng ta không biết cách đưa dẫn chứng để làm sao cái dẫn chứng đó nó trở nên sinh động và thuyết phục cho cái vấn đề của chúng ta đang bàn luận. Thứ ba đó chính là chúng ta lại có quá nhiều dẫn chứng mà không biết làm thế nào để bày tỏ ra cho người chấm hiểu được là cái vốn kiến thức của chúng ta rất là sâu rộng. Được chưa nào? Vậy thì với cái cách thứ nhất nhá, với cái vấn đề thứ nhất đó là các em không có kho dẫn chứng. Kho dẫn chứng đấy chúng ta lấy ở đâu? Đó là chúng ta lấy từ trên trong chính cái trang Facebook của chúng mình. Ngay từ bây giờ các em hãy sử dụng những cái trang mạng xã hội mà chúng ta bình thường chúng ta dùng để giải trí, đúng không? Vậy thì bây giờ trong lúc mà lướt những cái thông tin, có rất nhiều những thông tin hữu ích, chúng ta có thể theo dõi những cái trang cá nhân của những người nổi tiếng, được chưa nào? Chúng ta theo dõi những cái trang tin tức uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam chẳng hạn. Đó, vấn đề thứ hai mà nhiều bạn gặp phải đó chính là cái cách mà chúng ta đưa dẫn chứng. Đưa dẫn chứng như thế nào? Bên cạnh những cái câu văn xuôi, những câu kể bình thường thì có một cách mà chị vẫn hay hướng dẫn các bạn, đó chính là chúng ta thay đổi cái hình thức câu văn đi. Ở bên cạnh những câu kể bình thường, chúng ta có thể sử dụng câu hỏi này, câu cảm thán này, câu hỏi là như thế nào ạ? Chúng ta có thể sử dụng những cái câu ví dụ như là nếu không có, nếu không, được chưa nào? Chấm 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 thì làm sao nhân vật A, nhân vật B có thể gì đấy. Ví dụ nhá, nếu không có tinh thần quả cảm, nếu không có tinh thần vượt lên khó khăn, có ý chí khắc phục mọi những cái khó khăn thì làm sao những cầu thủ trong đội tuyển bóng đá của quốc gia Việt Nam có thể đạt được những cái chiến thắng liên tiếp như vậy, đúng không nào? Chúng ta tự đặt ra những câu hỏi, nhưng thật ra trong quá trình đặt câu hỏi đó là chúng ta đang đưa những dẫn chứng của mình vào, được chưa nào? Hay là chúng ta sử dụng những câu cảm thán, ví dụ như là thật sự đó là một bài học để chúng ta học tập, thật sự đó là một câu chuyện xúc động, được chưa nào? Và nếu như các em vẫn sử dụng những cái cấu trúc câu kể bình thường thì thay vì các em chỉ liệt kê ra, các em có thể sử dụng những cái câu mà nó vừa bày tỏ được cái cảm xúc của các em nữa. Ví dụ như là tôi vẫn luôn dành một sự hâm mộ, một sự khâm phục đối với tấm gương của ai đó, được chưa nào? Hay là thật sự trên chặng đường đời tôi sẽ không bao giờ quên bài học mà tôi rút ra từ câu chuyện, được chưa nào? Đó, với những cái cấu trúc câu nó quen thuộc như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ làm cho bài văn của chúng ta, cái đoạn văn 200 chữ này, nó không hề nhàm chán, được chưa nào? Đó là những cái vấn đề mà chị lưu ý với các bạn khi mà chúng ta làm bài, làm với câu nghị luận xã hội. Và bây giờ thì
để các em hiểu rõ hơn thì chúng ta có lẽ là chúng ta sẽ phải chữa một vài bài tập. Chữa một cái bài tập, đó là bài tập thực tế mà các bạn 2K1 năm ngoái các bạn đã làm trong một cái bài thi thử của học văn chị Hiên. Và chị sẽ lấy ví dụ từ cái bài tập đó để các em hiểu được những cái lỗi sai của chúng ta sẽ khắc phục như thế nào. Ok, nhá. Nào, bây giờ em cũng có thể ngồi đây, chị sẽ chỉnh cho em. Đây, chị sẽ... Các bạn ơi, chị sẽ điều chỉnh cái này xuống một chút xíu để em ngồi vào đây, ngồi như ngồi bàn ấy. Đây, chúng mình sẽ chúi vào đây một chút nhá. Cái này sao nó bị nghiêng ấy nhỉ? Đây, vào đây, cái này. Em cầm nghiêng này. Thôi, em cứ bỏ ra chị. Các bạn đợi chị một chút xíu nhá, để chị lắp lại cái này thì mới có thể xem cái bài được. Nói chung là phải cụ thể. Nếu như mà không cụ thể thì các bạn sẽ rất là khó để biết được là mình sai ở đâu ấy, mình nhầm lẫn ở đâu ấy. À, chị xin lỗi, chị ngược. Đây. Ok, rồi. Đấy, em chỉnh đi, em chỉnh cho. Được chưa? Rồi đấy, ok. Đấy thì em đưa dần lên, hiểu không? Rồi. Đây này. Rồi. Các bạn thân mến, ở đây chị có một cái đề, đó là đề thi thử lần thứ 2 năm ngoái của học văn chị Hiên. Các em thấy không? Đây. Đây là cái đề thi thử năm ngoái, thi thử mà học văn chị Hiên đã tổ chức. Thì đây chúng ta có thể thấy được là cái phần đọc hiểu với một cái hình thức khá là lạ, đó là một cái bài hát, một lời bài hát trong một cái bộ phim mà rất là nổi tiếng lúc bấy giờ là bộ phim Về Nhà Đi Con. Đó, được chưa nào? Và với cái đề bài này thì chúng ta có một cái đề của câu nghị luận xã hội như sau. Đây, câu 1 phần làm văn. Từ việc cảm nhận tình cảm của cha dành cho con qua bài hát Cảm ơn con nhé, nhạc của bộ phim đang gây sốt làng phim truyền hình Việt, anh chị hãy viết một đoạn văn 200 từ nêu suy nghĩ về nhan đề của bộ phim. Được chưa nào? Và cũng là lời nhắn nhủ của người cha tới các con của mình, về nhà đi con. Vậy là ở đây chúng ta từ cái bước phân tích đề như lúc nãy chị vừa mới hướng dẫn các bạn thì chúng ta phải xác định được là cái khía cạnh nào của vấn đề mà đề đang hỏi chúng ta. Được chưa nào? Thì ở đây các em phải gạch chân được, đó chính là cái nhan đề của bộ phim Về Nhà Đi Con rồi nhá, được in đậm rồi. Và ở đây chúng ta phải chú ý bàn luận tới lời nhắn nhủ của người cha tới các con của mình. Được chưa nào? Từ người cha và những người con ở trong bộ phim Về Nhà Đi Con, chúng ta bàn luận chung về những cái lời nhắn nhủ mà bậc sinh thành, mà cụ thể ở đây là những người cha gửi tới những người con của mình ở trong cuộc sống. Thì ở đây chị có một cái bài làm của một bạn học sinh. Năm ngoái bạn ấy đã làm. Đây các em. Đợi chị một chút, chị sẽ chỉnh để nhìn rõ hơn nhá. Rồi. Đây nhá, chúng ta thấy được trước tiên là về hình thức. Hình thức bạn ấy đã có ý thức là viết dưới dạng một đoạn văn. Được chưa nào? Đây là bắt đầu đoạn văn này. Và đây là kết thúc. Hoàn toàn không xuống dòng. Vậy là về hình thức là đã đảm bảo rồi nhá. Thứ hai này, bắt đầu đi vào nội dung. Cùng đọc với chị cái cách mà bạn đấy bắt đầu vào vấn đề. Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy, không chỉ dành cho một riêng ai. Đó là một thông điệp nhẹ nhàng mà sâu sắc khi muốn nhắc nhở mọi người hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta khi chúng ta cảm nhận được nó. Rồi sau đó bạn dẫn dắt tiếp này. Và có lẽ hạnh phúc đối với mỗi người cha đó chính là được nhìn thấy đứa con của mình lớn lên và trưởng thành. Rồi sau đó bạn ấy sẽ dẫn đến cái bộ phim mà đề đang nhắc đến này. Dạo gần đây có một bộ phim đang gây sốt làng phim truyền hình Việt, Về Nhà Đi Con. Nhạc phim Cảm Ơn Con Nhé của bộ phim này đã đem đến biết bao điều ý nghĩa về tình cảm của người cha dành cho con. Vậy là bạn ấy mất một cái khoảng dung lượng khá là dài chỉ để nêu vấn đề, đúng không nào? Và chị biết là với những bạn nào mà chọn cái hình thức chúng ta dùng một cái câu nhận định để mở đầu cho đoạn văn của chúng ta thì trước tiên chúng ta lại mất từ 1 đến 2 câu để nói về cái nội dung của cái nhận định đó, sau đó lại mất thêm 1 đến 2 câu để dẫn dắt vào vấn đề của mình, đúng không nào? Vậy nên là chọn cái cách mà đi từ nhận định thì chị khuyên các bạn là các em hãy sử dụng những cái nhận định rõ ràng và không mất quá nhiều câu từ để có thể giải thích cho cái nhận định đó, để nhanh chóng bắt nhịp vào cái vấn đề chúng ta cần phải bàn luận. Ở đây nếu như mà câu nghị luận văn học chúng ta cần phải diễn đạt kỹ lưỡng, đúng không nào? Cần phải diễn đạt nó rông dài ra để đảm bảo cái dung lượng của chúng ta thì
Trái ngược lại, gần như là trái ngược lại thì ở trong cái câu nghị luận xã hội này chúng ta phải viết đúng, viết trúng, viết chính xác để vừa đảm bảo dung lượng mà có thể bộc lộ được quan điểm của chính chúng ta. Vậy nên là trước tiên là chúng ta thấy được một cái phần mở đầu khá là dài. Sau đó phần bàn luận của bạn này nó gần như tương đương với phần mở đầu mất rồi. Các em lưu ý nhá, rút kinh nghiệm nhá. Thứ hai nữa này, mà chị nhận thấy là một cái lỗi mà không chỉ ở bạn nhỏ này mà gặp ở rất nhiều các bạn khác, đó chính là cái cấu trúc câu của chúng ta không đảm bảo đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Ở đây có một câu này: khi muốn nhắc nhở mọi người, hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta khi chúng ta cảm nhận được nó. Lưu ý với các bạn nhá, cả một câu này, đây, hình thức, về mặt hình thức, đầu câu viết hoa và cuối câu dấu chấm thì đó là một câu, nhưng về mặt nội dung, câu này nếu bắt đầu từ khi và sau đó không thấy một đối tượng nào nữa cả, thì cả cái phần này nó chỉ là một cái phần gọi là trạng ngữ thôi, các em hiểu không? Nhá, vậy nên là khi chúng ta viết, chúng ta phải đảm bảo được là cái câu của chúng ta phải đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Không phải là muốn viết rồi muốn đặt dấu chấm, dấu phẩy ở đâu là tùy ý đâu, được chưa nào? Thứ hai này, về mặt bạn ấy đưa ra những cái ý kiến bàn luận thì đây là một đoạn văn mà trong quá trình chấm anh chị đánh giá một bạn, một đoạn văn nó đáp ứng được cái yêu cầu cần thiết. Bởi vì các em thấy sao? Ở đây nhá, cách mà bạn ấy đưa ra vấn đề, sau đó lại bạn ấy bàn luận này: người cha đã dành chọn tình yêu thương vô bờ bến cho con, coi con như là niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi ngày, luôn mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, sẵn sàng nghiêm khắc bằng những trận đòn roi để con trưởng thành hơn, dù có trong lòng rất đau đớn khi thấy nước mắt con rơi, được chưa nào? Sau đó bạn ấy đưa ra dẫn chứng cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, được chưa nào? Vậy là bạn ấy có thể thấy được bạn ấy sẽ có hai cái luận điểm chính ở trong cái đoạn văn này. Thứ nhất này, người cha dành trọn vẹn tình yêu thương vô bờ bến cho con. Thứ hai, bạn ấy sẽ dẫn ở đây này: và nhan đề bộ phim Về nhà đi con, người cha luôn muốn nhắn gửi tới con của mình rằng dù khó khăn vấp ngã thì hãy trở về nhà. Và bạn ấy chỉ có một cái dẫn chứng thôi, đó là dẫn chứng về tấm gương người cha mang tên Abraham Lincoln, đó cũng là một người tổng thống của nước Mỹ nữa. Được chưa nào? Các em hoàn toàn có thể sử dụng đoạn văn của mình, chỉ cần nêu 2 đến 3 luận điểm thôi, nhưng chúng ta bàn luận kỹ về 2 đến 3 luận điểm đó là được. Không cần phải mỗi câu trình bày một luận điểm mà không có một chút nào bàn luận kỹ trong những luận điểm đó nhá. Và có một lỗi ở đây, các em thấy cái cách mà bạn ấy đưa ra dẫn chứng không? Cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã viết một bức thư gửi thầy hiệu trưởng của con trai mình và có nói rằng: xin thầy hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Đó là cách mà vị tổng thống này muốn dạy dỗ và dành tình cảm cho con trai của mình. Tất cả phần đưa nhan đề, tất cả phần đưa dẫn chứng của bạn chỉ đơn thuần là đưa ra dẫn chứng thôi. Và bạn có khẳng định đó là cách mà vị tổng thống này muốn dạy dỗ, vậy cách đó là gì ạ? Đúng không nào? Đó là cách. Nhưng chúng ta phải nói rõ cái quan trọng nhất là cách đó là gì, cách đó đúng hay sai, và chúng ta học tập được gì từ cách đó. Thì cái dẫn chứng này của chúng ta mới thuyết phục được. Và cái dẫn chứng này nó phục vụ gì cho cái luận điểm mà người cha đã dành trọn tình yêu thương và hạnh phúc mỗi ngày, đúng không nào? Dẫn chứng đưa ra không phải là chỉ liệt kê đơn thuần, mà các em hãy có sự phân tích dẫn chứng để cái dẫn chứng đấy nó thực sự phục vụ cho quan điểm của chúng ta. Vậy nhá, vậy là với một cái số những cái ưu điểm và nhược điểm cơ bản với cái bài mà chị chữa vừa rồi, thì chị mong là các bạn có thể sẽ nhìn thấy chính mình ở trong đó. Và sau cái buổi này thì đừng ai mắc những lỗi như vậy nữa nhá, được chưa nào? Và trong cái quá trình mà làm tài liệu cho khóa nghị luận xã hội tới đây, thì chị đã cùng với cả team học văn chị Hiên có thấy được những cái lỗi cơ bản mà các bạn mắc phải. Vậy nên là anh chị đã đúc rút ra những cái bí kíp, những cái nó gần như là công thức rất là đơn giản để chúng ta có thể viết, và cái phần là hạn chế tối đa những cái lỗi mà chúng ta có thể mắc phải trong phần nghị luận xã hội, được chưa nào? Vậy nên là nếu như mà bạn nào quan tâm và muốn đăng ký khóa học này thì các em nhanh tay click vào đường link mà chú Văn Học đã ghim ở trong livestream ngày hôm nay nhá. Và tiếp tục bây giờ là chúng ta sẽ cùng ôn tập cùng với cả chị Hiên về phần nghị luận văn học. Rồi, ok các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng quay trở lại cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là chị Hải Quỳnh đã chữa bài cho các bạn rồi đúng không ạ? Thì ở trong cái khóa học mà chúng ta học về nghị luận xã hội này, sắp tới đây
Ngày hôm nay nếu như mà các bạn đăng ký thì học phí của chúng mình chỉ là 139.000 thôi. Còn bắt đầu từ ngày mai thì học phí của khóa học này sẽ là 199.000. Chị nghĩ là đối với những bạn nào mà chưa tham gia khóa học VIP của chị thì khóa học nghị luận xã hội này kéo dài 2 tháng sẽ giúp cho các bạn có thể có những cái kiến thức rất là chuyên sâu và các bạn có thể viết được một cái đoạn nghị luận xã hội hay là một cái bài nghị luận xã hội rất là hay đấy. Được không ạ? Thế nên là nếu như mà có thể đang cân nhắc một điều gì đó ấy, muốn là cùng đồng hành với team chị Hiên, muốn được team chị Hiên chữa cho bài kỹ lưỡng giống như vừa rồi, thì hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin để có thể đăng ký lớp học này trong ngày hôm nay để nhận ưu đãi các bạn nhé. Bây giờ thì chị sẽ quay trở lại cùng với các bạn. Chúng mình đã cùng với nhau đi qua 3 tác phẩm. Một là thi phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, một là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, và một nữa là bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Chúng ta còn bài thơ Đất Nước nữa, phải không ạ? Chúng ta còn bài thơ Đất Nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Không phải là bài thơ đâu. Nếu mà chị nói bài thơ thì chắc là sai rồi. Bởi vì đó là một cái trích đoạn mang tên là trích đoạn Đất Nước, trích trong Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng của Nguyễn Khoa Điềm, phải không ạ? Và đây là cái trích đoạn mà trích trong chương 5, đúng không? Nhá. Thì đây là cái trích đoạn trích trong chương 5 của Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng. Nói về nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, chúng ta sẽ nhắc tới hình ảnh. Rồi. Các bạn ơi, Hoàng Thùy Linh ơi, một lát nữa em sẽ nhắn tin cho admin để anh chị admin có thể giải đáp cho các bạn nhé. Đăng ký nhanh quá quên chưa nhìn. Được không nào? Cứ nhắn tin cho anh chị admin thì anh chị admin sẽ giải đáp tất cả. Và chị tin là các em sẽ không hối hận khi mà tham gia những cái lớp học online của chị Hiên đâu. Cứ thử hỏi các bạn đang tham gia các khóa học online của chị Hiên đi. Nếu như mà ở đây có bạn nào đang tham gia khóa học online của chị Hiên rồi thì hãy lên tiếng giúp chị Hiên một chút để củng cố niềm tin từ các bạn rằng là chúng ta có được những gì ở trong khóa học của chị Hiên, được không ạ? Chị rất là hy vọng các em có thể comment những cái điều mà các em cảm nhận được từ trong khóa học của chị để giúp cho các bạn mà đang còn phân vân không biết là có nên đăng ký thử một cái khóa học nào đấy của chị Hiên không, thì các bạn ấy có thể vững niềm tin hơn nhá. Rất là mong chờ những cái comment của các bạn là lớp online của chị Hiên, team của chị Hiên đâu rồi, team học văn chị Hiên đâu rồi. Cho các bạn ấy một vài cái feedback, một vài cái comment đi, để các bạn ấy tin là các bạn ấy không bị lừa đảo. Tại vì là chị nghe nhiều câu chuyện ấy từ học sinh online của chị lắm. Các bạn ấy cứ bảo là bố mẹ các bạn ấy sợ lắm, sợ chị lừa đảo ấy. Nhưng mà thật sự là chị không có đủ khả năng để có thể lừa đảo các bạn ấy. Đó, thế nên là hãy cho các bạn ấy một vài feedback giúp chị nhá, các em nhá. Ok chưa? Rồi. Ở đây học phiên khóa VIP của chị Hiên đúng không? Rồi, ok. Các bạn ơi, quay trở lại cùng với chị nào. Chúng mình có ở đây là trích đoạn Đất Nước trích trong Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Được không ạ? Ở đây chúng ta có này. Nhìn xem. Được không ạ? Trích trong chương 5. Và tác phẩm này thì được viết vào năm 1971 từ chiến trường Bình Trị Thiên Khói Lửa. Nguyễn Khoa Điềm đã viết một cái bản trường ca để khích lệ tinh thần, đúng không ạ? Để khích lệ tinh thần của những người trẻ. Và chúng ta thấy rằng là nếu như mà để chia bố cục ấy, thì rõ ràng là hình ảnh đất nước ở trong bài thơ này đã được xét trên các cái phương diện khác nhau. Đó là gì ạ? Phương diện đầu tiên, đó là câu hỏi đất nước có từ bao giờ? Đất nước có từ bao giờ? Câu hỏi thứ hai, đất nước là gì? Câu hỏi thứ ba, đất nước được tạo nên từ ai? Được không ạ? Đất nước là của ai đấy? Và cuối cùng, trách nhiệm của chúng ta là gì? Ok chưa? Hãy làm như vậy, hãy thống kê ra như vậy để các bạn sẽ thấy rằng là nó cực kỳ là dễ học chứ không hề khó khăn giống như các bạn nghĩ. Được chưa nào? Nhá, đây là hình ảnh của một đất nước được nhìn trên những cái bình diện khác nhau. Đó là bình diện gì ạ? Đó là bình diện văn hóa, đó là bình diện lịch sử, đó là bình diện không gian địa lý. Và chúng ta có được những cái bình diện khác nhau được tái hiện ở trong bài thơ Đất Nước này. Đất nước có từ bao giờ? 9 câu thơ đầu tiên. Đây là cái đoạn thơ thường rất là hay cho vào.
Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết chồng che mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu, cha thương mẹ bằng gừng cay muối mặn, cái kéo cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương, xay giã dần sàng, đất nước có từ ngày đó. Được không ạ? Chúng ta có một cái đầu tiên, đó chính là lý giải đất nước có từ bao giờ. Nếu như mà học về bài đất nước ấy, thì một trong những cái tip mà chị vẫn thường hay sử dụng, đó chính là chị thường sử dụng những cái keyword chị hay gạch gọi là mù mịt vào trong cái quyển sách giáo khoa của mình luôn. Ví dụ ở trong câu thơ đầu tiên, khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Một cái lời khẳng định, phải không ạ? Và chúng ta có cái từ lớn lên, đất nước đã có rồi. Một lời khẳng định rằng là đất nước đã có từ rất là lâu đời, từ trước khi mà chúng ta chưa sinh ra cơ. Phải không ạ? Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa mẹ thường hay kể. Thì cái ngày xưa, ngày xưa ấy, chính là cái cụm từ để cho chúng ta có thể liên tưởng về gì nhỉ? Về cái quá khứ, về những câu chuyện cổ tích mà bà thường hay kể. Đúng không ạ? Trong những cái lời ru ấu ơ của bà, cái ngày xưa mở ra một cái thời gian phiếm chỉ huyền hồ. Chỉ biết được rằng là không biết rõ là đất nước có từ bao giờ, nhưng mà đất nước đã xuất hiện từ rất lâu rồi, từ khi mà những cái câu chuyện cổ tích, những cái câu chuyện truyền thuyết xuất hiện với cái cụm từ ngày xưa. Được không? Rồi đây này, ngày xưa. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Hình ảnh miếng trầu là thể hiện cho cái phong tục, cái mỹ tục của người Việt Nam. Bởi vì người ta bảo là gì ạ? Miếng trầu là đầu câu chuyện. Miếng trầu đã có từ ngàn đời nay. Miếng trầu đã có từ ngàn đời nay rồi. Và đây cũng chính là một trong những cái mỹ tục mà nhân dân ta vẫn luôn luôn giữ gìn. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết chồng che mà đánh giặc. Nói đến thanh gióng. Phải không ạ? Tiếng nói đầu tiên của một đứa trẻ 3 tuổi đó chính là tiếng nói yêu nước. Đúng không nào? Đất nước lớn lên khi dân mình với chồng che mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu. Cha thương mẹ bằng gừng cay muối mặn. Cái kèo cái cột thành tên. Một gạo phải một nắng hai sương xay giã dần sàng. Đất nước có từ ngày đó. Chúng ta thấy rằng là đất nước có, đất nước gắn liền với những cái thứ giản dị gần gũi với cuộc sống đời thường. Đất nước gắn với những cái mỹ tục. Đúng không ạ? Đất nước gắn với những câu chuyện cổ tích, câu chuyện thần thoại. Và đất nước gắn với ngay cả trong cái quá trình chúng ta lớn lên và trưởng thành. Được không nào? Một cái khái niệm về đất nước. Và đất nước là gì? Khi mà nhà thơ đã chiết tự, đất là gì? Nước là gì? Đúng không? Phân ra. Đúng không ạ? Và đất nước hình thành từ ai? Thì đây chính là tư tưởng đất nước của nhân dân. Được không ạ? Nhân dân tạo thành chính những cái tên của ông đốc, ông gì ạ? Bà Tràm. Chúng ta có được những cái tên gọi quen thuộc chính là tên núi, tên sông, tên làng. Và đất nước mình hình thành là bởi những con người vô danh. Đúng không ạ? Có biết bao nhiêu người con gái, con trai. Đúng không? Chúng ta thấy được là, tức là cái bài đất nước này tưởng là khó nhưng mà lại không hề khó. Bởi vì tại sao? Người ta đã viết rất là tỉ mỉ rồi. Tức là nhà thơ đã dùng những cái câu thơ rất là dài trong cái đoạn trường ca của mình rồi, trong cái trích đoạn của mình rồi. Thế nên các em chỉ cần dựa vào gì ạ? Những cái từ khóa để các em phân tích ra thôi. Thì một lát nữa đối với cái bài thơ này, các em có thể tham khảo tài liệu của chị nhá. Bởi vì trong tài liệu của chị thì cũng có cả tài liệu về bài đất nước nữa. Bởi vì là chỉ mang cái tính chất là khái quát cho các bạn, thế nên chị không thể nào mà có thể giải đáp tường tận một cách kỹ lưỡng cho các bạn như trong các cái khóa học online hay là trong lớp offline của chị được. Ok không? Chỉ mang cái tính chất hỗ trợ cho các bạn nhiều nhất có thể thôi. Thì ngay bây giờ, sau khi mà phần livestream này kết thúc, thì chị sẽ gì ạ? Chị sẽ gửi cho các em tài liệu, được không? Chị sẽ gửi cho các em tài liệu. Các em chú ý theo dõi bài viết trên fanpage ngay bây giờ nhá. Và nếu như mà có thể, nếu các bạn vẫn còn yêu thương chị nhiều như thế, thì chị sẽ dành thêm một buổi nữa để ôn thi học kỳ cho các em, nếu như các bạn thực sự mong muốn. Và nếu như mà các em thực sự mong muốn thì hãy comment là em rất mong muốn ở đây giúp cho chị nhá. Thì chị sẽ dành một buổi nữa để chị ôn cho các bạn về cái phương pháp, và chị sẽ hướng dẫn các em mở bài như thế nào cho hay, kết bài như thế nào cho hay và triển khai thân bài như thế nào cho hay. Tại vì bây giờ là cũng đã là 10 giờ rồi mà chị phát từ 8 rưỡi, tức là 1 tiếng rưỡi nói xa xả cùng với các bạn rồi. Cũng rất là mệt. Đúng là kiểu lúc mà đứng giảng ấy, cảm giác mệt kinh khủng luôn ấy, hụt kinh khủng luôn ấy. Giờ ngồi lại rồi mới bình tĩnh được một chút xíu. Rồi,
Chị nếu như mà chị thấy được khoảng 100 comment là em rất mong muốn thì chị có thể thiết kế thêm, set up thêm một buổi nữa để có thể ôn cho các bạn. Được không ạ? Học với chị Hiên còn nhiều thứ hay ho lắm, chắc chắn là như thế đấy. Học với chị Hiên còn nhiều thứ hay ho lắm, chắc chắn là như vậy. Bởi vì là nếu như mà các em đã từng học một khóa học online nào của chị Hiên rồi thì các em sẽ thấy là các bạn ấy mong muốn những cái buổi học như thế nào, mong muốn những cái ngày học như thế nào. Nó khác lắm, nó rất là khác so với những cái lớp học online, cái khóa học online mà các bạn tham gia. Trời ơi, phải cho chị nghỉ chứ, giọng chị cũng phải có mức chừng mực thôi, được không ạ? Rồi, ok, chị đã thấy rất là nhiều bạn comment ở đây rồi. Và chị sẽ cân nhắc xem xét và sẽ báo lại sớm nhất cho các em về lịch mà chị sẽ ôn cho các bạn, được không? Nhá, chị sẽ cân nhắc và báo sớm nhất cho các bạn. Tốt nhất là trong 1-2 ngày tới thì nếu mà phát được thì là tốt nhất. Tại vì là cũng sợ là nhiều bạn sẽ thi. Đối với cái khóa học, đây, bây giờ đang nói về khóa học đây. Đối với cái khóa học online của chị nhá, là khóa học nghị luận xã hội. Chỉ dạy chuyên sâu về nghị luận xã hội thôi, học trong 2 tháng. Và nếu như mà các bạn đăng ký trong ngày hôm nay thì mức học phí sẽ là 139.000. Được không? Còn nếu như mà các bạn mai mới đăng ký thì là 199.000. Đây là hôm nay, chỉ duy nhất hôm nay thôi nhá. Chỉ duy nhất hôm nay thôi. Còn nếu mà mai trở về đi đây, được không ạ? Nhá, đây sẽ là một cái khóa rất là đặc biệt. Các bạn sẽ được học chuyên sâu về nghị luận xã hội. Được chưa? Học chuyên sâu về nghị luận xã hội. Ok không? 2 tháng thôi là chắc chắn sẽ làm được cái nghị luận xã hội trôi chảy luôn. Học xong khóa học online có người yêu không á? Chắc là được đấy, được không ạ? Bởi vì chị không hiểu tại sao nhưng mà trong các cái lớp học online của chị Hiên thì rất là nhiều bạn xinh luôn ấy. Thật sự luôn. Chị luôn luôn tự hào bởi vì học sinh online của chị Hiên hay là học sinh offline của chị Hiên đều rất là xinh. Đấy, thế nên là cứ cân nhắc nhá, được không? Cân nhắc trong ngày hôm nay, hãy nhớ là chỉ đăng ký trong ngày hôm nay, duy nhất trong ngày hôm nay thôi. Ok chưa? Chị nghĩ là với một cái mức học phí mà nếu như mà các bạn học ở những cái trang khác ấy, những cái trang trên website ấy, thì nó sẽ không có nhiều cái mặt lợi ích bằng là chúng ta học livestream với nhau. Bởi vì học livestream thì các bạn sẽ được tương tác với chị này. Sẽ được gọi là hỏi luôn, thắc mắc cái gì hỏi luôn này, có bài tập về nhà này, được chữa bài này. Đấy, được chữa bài này, được có bài tập về nhà, được chữa bài, được test thi thử này. Đấy, thế nên là có rất rất là nhiều thứ mà các bạn có thể khám phá. Chị nghĩ là môi trường lớp học online của chị Hiên là một môi trường rất là đặc biệt. Chỉ có lớp nghị luận xã hội thôi. Còn chị có một cái lớp nữa là lớp VIP. Nếu như mà các em muốn tham gia vào cái lớp VIP thì cũng nhắn tin cho chị nhá. Cái lớp VIP là học bên nhau trọn đời luôn, học từ giờ đến khi mà các em thi xong luôn. Đấy, hiểu chị không? Nhá. Thì nếu mà đăng ký, Trúc Linh ơi, nếu mà đăng ký thì em ngay lập tức em nhắn tin cho admin để lấy đường link giúp cho chị nhá. Ok không? Nhá. Thì các bạn ơi, chị sẽ cân nhắc, xem xét. Và ngay bây giờ thì nghỉ ngơi một chút đi, rồi ngay lập tức lên fanpage Học Văn Chị Hiên để đón chờ cái bài tiếp theo, một cái thông báo rất là khủng khiếp của chị Hiên, được không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã xem phần livestream này, cực kỳ nhiệt tình với chị. Hồng Thơm ơi, lớp học online của chị, lớp nghị luận văn học á, lớp VIP á, em cứ nhắn tin cho fanpage nhá, nhắn tin để các bạn admin giải đáp nhá. Còn giờ mà chị giải đáp thì chắc là đến sáng mai mất, được không ạ? Nhá. Rồi ok, cảm ơn các bạn vì đã theo dõi phần livestream này cho tới tận bây giờ, vẫn còn hơn 100 bạn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo. Bye bye các bạn nhá, love you, bye bye. Cảm ơn các em.